năm sinh 1938, bệnh nhân thì tổng trạng khá là, em nói chung em cũng chỉ ước lượng trên mạng thôi, thì cao khoảng 1m50, nặng hơn 50 kg, và ngày nhập viện là ngày 17 tháng 2, còn ngày làm bệnh án là ngày 21 tháng 2 năm 2022. Thì bệnh nhân này là ngày 17 tháng 2 thì trước đó không có triệu chứng gì, thì ngày 17 tháng 2 thì người nhà phát hiện bệnh nhân hơi lơ mơ nên là đưa vào bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh để khám. Thì tại đây bệnh nhân được test nhanh dương tính và bấm đường huyết tại giường, thì có là đường huyết tại giường là lúc đó là thấp, em nhớ là khoảng 4 45. Thì bệnh nhân được và đo SpO2 thì chỉ có 41%, nên là bác sĩ ở chuyên khoa ngoại thần kinh quốc tế thì đặt nội khí quản cho bệnh nhân, rồi sau đó là chuyển bệnh nhân tới bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14. Khi mà nhập viện tới bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 thì lúc đó thì tình trạng của bệnh nhân thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, đang thở mốt là volume control mặt 800 lần phút, huyết áp 12/7, SpO2 98%, VT là 260, SpO2 80% và biết là xấu. Bệnh nhân lúc này thì bác sĩ ở lúc nhận bệnh thì người ta đánh giá là bên hiện tại tình trạng bệnh nhân chưa cần đặt nội khí quản, thông số máy quá thấp, và nói chung là lúc bác sĩ là đánh giá là không cần đặt nội khí quản, nên là buổi chiều hôm đó thì bệnh nhân được thử bệnh bác sĩ đã quyết định là rút nội khí quản cho bệnh nhân và chuyển bệnh nhân qua thở HFNC. Lúc đó là thông số HFNC là khoảng 60 60 60 flow 60, FE 60. Rồi tiếp đi bạn. Bản thân bệnh nhân thì tiền căn thì có bệnh lý là đái đường tiếp 2, tăng áp là bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bệnh nhân được tiêm 2 mũi vaccine. Bệnh nhân chích ngừa chứ bạn? Dạ, có tiêm 2 mũi Verocell. 2 mũi Verocell hả? Dạ. Có 2 mũi Verocell rồi hả? Ok. Dạ. Chích gần nhất là lúc nào? Dạ, chích Mũi 2 á. mũi 2 là chích hồi tháng 11. Tháng 11 năm ngoái. Ok. Thì là bệnh nhân này là xem như là cái miễn dịch của bệnh nhân ban đầu là rất là ít đúng không? Thì mình nghe cái bệnh sử ở đây là mình thấy bệnh nhân này là rất là nặng ha, nhưng mà bệnh nhân có làm có được làm PCR trước đó không bạn? Dạ, chưa, bệnh nhân chưa có làm PCR, bệnh nhân chỉ có test nhanh thôi. À, test nhanh là dương tính hả? Dạ, test nhanh dương tính. Và ngày hôm trước là bệnh nhân có triệu chứng hô hấp trên hay gì không hay là gì? Dạ, người nhà nói là không có triệu chứng gì hết. Tự Tự nhiên nhiên lại rối chỉ loạn chi có. giác hả? Dạ, bệnh nhân chỉ tự nhiên rối loạn chi giác rồi đưa vô khám. Bệnh nhân này ở nhà chung với ai không hay là bệnh nhân ở một mình? Tại vì em chỉ em chỉ tại vì em không phải là người nhận bệnh ca này, thì bác sĩ nhận bệnh thì chỉ nói là người nhà báo lại cho thôi, nên em cũng không có nắm rõ là bệnh nhân ở nhà chung sống với ai. Rồi. Chứ bây giờ một người vô mà rối loạn chi giác và thảy vô cái bệnh viện dã chiến của mình thì tất nhiên mình chắc ta nghĩ nhiều là bệnh nhân bị Covid rồi thêm test nhanh dương tính nữa. Ở trong gia đình của bệnh nhân là có người bị Covid không? Dạ không, nhưng cũng như là em nghe nói là không có ai bị. Chứ thực sự ra nếu mà đứng về phương diện mà cho dù là mình đang ở trong cái vùng đại dịch ha,
Nhưng mà một người mà rối loạn chi giác mà thảy vô bệnh viện dã chiến của mình mà chỉ mới có test nhanh dương tính thôi thì mình cũng nên, ngoài tất nhiên là mình nghĩ nhiều tới COVID là do bệnh nhân này, tất nhiên là sức đề kháng thì mình thấy là có suy hô hấp nữa, nên cái rối loạn chi giác này nhiều khả năng là do suy hô hấp, đồng ý không? À, mà suy hô hấp mà có test nhanh dương tính thì mình rất là sợ là một cái COVID ở mức độ nặng thì ta, nhưng mà đúng rồi, nhưng mà các bạn cũng không nên loại trừ những cái nguyên nhân rối loạn chi giác như những trường hợp khác, đặc biệt là những bệnh nhân tuổi như vậy nha. Bệnh nhân này rối loạn chi giác nhưng mà có dấu tự tin định vị không bạn? Dạ em thấy là bên 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 tờ chuyển tuyến thì bác sĩ kêu là không rõ sức cơ, cũng không có rõ yếu liệt gì, thì Thì đây là một cái có bài thường á, là một bệnh nhân mà rối loạn chi giác mà khi mình tiếp xúc một người rối loạn chi giác thì đầu tiên, cái đầu tiên của tôi, hai cái phản xạ mà tôi hay làm á, nhất á là tôi xem bệnh nhân có dấu thần kinh định vị hay không, và thứ hai nữa là bệnh nhân có cái rối loạn gì về chuyển hóa hay không ha. Đó là đúng như là mình coi bệnh nhân có hạ đường huyết hay không, hoặc là bệnh nhân có hôn mê, nhiễm cetone acid, bệnh nhân có những dấu hiệu gì mà rối loạn di chuyển hóa hay không. Thì đương nhiên rồi, bệnh nhân này có oxy giảm thì mình nghĩ nhiều là cái rối loạn chi giác này là do suy hô hấp. Suy hô hấp mà có rối loạn chi giác thì suy hô hấp rất là nặng rồi, đúng không? À, ai của ngoại thần kinh quốc tế là bao nhiêu không? Chín dạ một bốn mươi một 41. phần trăm hả? À, Dạ. 41% là rất rất là nguy hiểm đến tính mạng rồi đó mấy bạn. Nếu mà 41% thì tính ra là chắc là PaOC của bệnh nhân này chắc cũng chỉ còn khoảng chừng cỡ là 40 30 gì đó ha, gần bằng, chắc là gần tương đương với lại cái PaCO2 rồi đó ha. Đó, thành ra là nếu mà suy hô hấp mà rối loạn chi giác thì đây là suy hô hấp rất là nặng ha, mà tương đương với SpO2 vậy là cũng đúng rồi. À, thời điểm này mình có test nhanh COVID là dương tính thì khả năng mình nghĩ nhiều tới là nguyên nhân suy hô hấp do COVID, thì rất là đồng ý với bạn. Đường huyết mao mạch ở thời điểm này là 45 thì nó cũng thấp quá trời ha, thì đây là cái phản xạ bác sĩ cấp cứu rất là tốt ha. Đó, ngoài ra còn một cái ý nữa là coi có dấu hiệu thần kinh định vị hay không, hay là dấu hiệu kinh lan tỏa hai bên thì mình loại những cái nguyên nhân về những cái vấn đề khác ha. Vấn đề về thần kinh. Rồi bây giờ xử trí lúc nhập viện như vậy thì đứng trước bệnh nhân như vậy á, thì nếu mà bạn nghĩ bệnh nhân này là COVID mà SpO2 bệnh nhân thấp như vậy thì bạn đặt nội khí quản liền không bạn? Ở trên lúc đó bệnh nhân khám thấy có gì không? Dạ, lúc mà đưa em thì bệnh nhân tỉnh lại rồi, còn nếu mà em ở dưới khoa cấp cứu của bên ngoại thần kinh quốc tế thì em nghĩ em cũng sẽ đặt một khí quản cho bệnh nhân. Tại vì thứ nhất là bên cạnh là việc mình lập cái đường truyền, nó đường truyền đường, thì em nghĩ đối với bệnh nhân đó lại chi giác này thì những cái biện pháp cảo không xâm lấn là không có quy định ở trên bệnh nhân đó lại chi giác siêu hấp này, nên em nghĩ đối với bệnh nhân này thì phải đặt một khí quản. Thì thường là vậy ha, thì tôi không biết là kinh nghiệm của các bạn như thế nào, thì ở đây có anh Quy có thể chia sẻ thêm, hoặc là mấy bạn nào là làm từ hồi sức á thì cũng có thể chia sẻ thêm nha. Thì nếu mà một bệnh nhân mà có bệnh lý hô hấp trước đó thì khả năng mình đặt nội khí quản rất là cao, còn những bệnh nhân như vậy á, cho dù SpO2 của nó rất là giảm thấp nhưng mà nếu mà bạn thấy là họ chưa có dấu hiệu kiệt cơ hô hấp á, tức là ví dụ như là bệnh nhân thở, ví dụ bệnh nhân vẫn tiếp tục thở nhanh thì mình vẫn còn hy vọng, nhưng mà nếu mà bệnh nhân thở chậm ha, tức là cơ hô hấp của bệnh nhân đã rất là mỏi rồi á, thì đúng là mình phải đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Nhưng mà theo tôi á, trước khi đó tôi sẽ, tại vì bạn biết rằng là gì, những bệnh nhân mà suy hô hấp nặng mà bạn đặt nội khí quản á, thì cái khả năng mà họ họ rút nội khí quản, đặc biệt là ARDS nếu có, của nếu sau này phát triển lên ARDS của COVID, hay là nhất là thêm nữa là cái môi trường bệnh viện của mình cũng không có sạch sẽ đó, thì tôi sẽ thường á, tôi sẽ lấy cái âm bu tôi bóp bóng cho bệnh nhân trước,
À, tôi cho cho bệnh nhân thở oxy FiO2 là 100% luôn. Và tôi lấy âm bu tôi bóp bóng cho bệnh nhân, mà nếu bệnh nhân hồng hào trở lại rất là nhanh thì tôi cứ cho bệnh nhân thử thở như vậy một tí xíu coi làm sao nha, trước khi đặt nội khí quản. Bởi vì là các bạn biết là gì, nó có một cái quan điểm rất là anh Quy chắc biết vụ này ha, tức là thường á, là những người ta sẽ quy định là một cái ông chuyên về hồi sức rất là nổi tiếng người Ý á, thì ổng đã làm một cái nghiên cứu là về tang chấn phổi ở bệnh nhân CBD á, ở bệnh nhân COVID á, thì ổng cho thì tất cả cái đó các bạn chắc cũng biết nhiều rồi, tức là việc đặt nội khí quản quá sớm hoặc là chưa thử thách trước bệnh nhân những cái biện pháp mà thở không xâm lấn khác đó, thì có thể là nó không có lợi cho bệnh nhân bị tổn thương phổi trên COVID. Nên là ca này á, thì nếu tôi là người ở ngoại thần kinh tôi cũng không vội mấy đâu, tôi sẽ cho bệnh nhân bóng. Tuy nhiên vô tới bệnh viện là mình cũng không sợ, đặt nội khí quản là cũng có sẵn rồi. Thì nếu mà chẳng hạn mình thấy huyết áp của bệnh nhân còn tốt nè, bệnh nhân không có thở ngáp cá nè, thì mình cũng nên thử thách một tí xíu, là mình sẽ lấy cái âm bu mình bóp bóng cho bệnh nhân bóp lên cho bệnh nhân trợ thở ha. Rồi sau đó là nếu bệnh nhân thấy hồng hào trở lên thì bạn nên sử dụng những biện pháp thở không xâm lấn trước nha. Ừ, nhưng mà thôi, ở tại cái ngoại thần kinh đó thì người ta cho thở máy và nội khí quản ở một thời điểm rất là ngắn, nhưng mà bạn nên nhớ là cái môi trường bệnh viện của bạn rất là dơ, và nếu bạn đặt nội khí quản vô là vô hình chung bạn đem vi khuẩn vô, là bệnh nhân này là nếu mà chỗ bạn mà toàn Acinetobacter hay là gì thì thôi rồi thì thôi, thì đến bệnh viện nhiệt đới của các bạn cũng rất là giỏi, là bạn nhanh chóng bạn rút nội khí quản đúng không, và bạn cho bệnh nhân thở HFNC ha. Rồi rồi giờ bạn cho bệnh nhân nha thở như vậy thì nha. Bạn thấy là khi mà đặt nội khí quản ở đây á thì cái píp của bệnh nhân chỉ mới là 6 cm nước, FiO2 tới 80%, thì những cái trường hợp mà đặt nội khí quản thở máy của những người giờ ở đây cũng không cung cấp cái dấu hiệu tổn thương phổi của bệnh nhân ha. Nhưng mà suy hô hấp rất là nặng vậy thì tổn thương phổi chắc là khá là những cái thông số bạn cho ở đây. Bạn cho ở đây thì bạn thở máy mode control đúng không? Bạn set up tần số là 20 lần. PT của bệnh nhân là 260. Thì cái này nó cũng chưa có đầy đủ đâu. Bệnh nhân này cao 1m50. Thì thường á là thở máy ở bệnh nhân AERS á, thì người ta sẽ cho cái VT của bệnh nhân thấp và áp lực thì nó sẽ tương đối cao hơn tí xíu ha. Cái kiểu thở máy của người AEDS là không cần sẽ set up theo bạn thì bạn sẽ set up ở mức độ như thế nào? Dạ, em cho xếp hấp là VT là từ 4 đến 6, thường ban đầu là 60 lít một ký thì cũng là lý tưởng bệnh nhân. Đúng rồi. Còn bíp thì thường thì mình thấy chỉnh theo cái em thấy là thường là chỉnh một cái bíp tương đối cao mà áp lực đẩy thì dưới phải em giữ áp lực đẩy trong 15 Excel support nồng á. độ nồng độ nồng độ FiO2 bệnh nhân em muốn chỉnh sao cho nó khoảng 60% trở xuống đạt được. Đúng rồi, bạn nói rất là đúng ha, tức là mình chỉnh một cái VT thấp khoảng từ 4 cho tới 6 ml cho mỗi kg cân nặng ha. Mình bắt đầu khởi đầu có thể là bệnh nhân thiếu oxy quá thì mình cho lên 100%, nhưng mà chắc chắn mình là mình đang muốn giữ là dưới 60% đúng không, và mình sẽ điều chỉnh cái píp làm sao để cho mình đạt được cái hỏi cái píp và cái SpO2 của bệnh nhân lên tới 98. Thì nếu mà bạn để SpO2 mà lên tới 98 cao quá như vậy thì cái khả năng nó bị tổn thương những cái phần phổi còn lành đó, nó rất là cao ha. Thành ra là đối với những bệnh nhân này á,
Thì mình cũng chỉ không quá cầu toàn đâu, chỉ cần là khoảng SpO2 là 90, 92 là cũng được rồi, không có chết đâu ha. Ở mức độ này nếu mà bệnh nhân không có thêm những cái vấn đề về bệnh tim thiếu máu hay là gì thì SpO2 90, 92 cũng được rồi. Bạn chưa biết được cái tổn thương phổi của bệnh nhân đến mức độ như thế nào nên bạn cũng đừng có quá sức mà bạn làm cho SpO2 nó trở về bình thường nhanh quá thì cũng không tốt. Thì thật sự ra cái thở máy của người mà bị ARDS là thực ra cũng là một cái điều trị rất là quan trọng, nhưng mà cái điều trị quan trọng nhất là mình điều trị cái nguyên nhân của ARDS và đúng không? Tức là gì, bạn đảm bảo làm sao cho bệnh nhân giữ cái mức độ gọi là không bị tử vong vì suy hô hấp, nhưng mà bạn cũng chưa biết được cái tình trạng phổi của bệnh nhân như thế nào. Thì nếu bạn set up những cái áp lực quá cao thì sẽ có những cái vùng phổi lành nó sẽ bị hư nhiều hơn ha. Nên là cái kinh nghiệm của tôi là như vậy. Thì không biết là ở đây có bạn nào làm hồi sức có thêm những kinh nghiệm gì không, thì tôi cũng đồng thuận với bạn. Bạn tên gì? Dạ, bạn trình bệnh án tên gì? Em tên Đăng, À, bạn Đăng ha. Tôi cũng đồng thuận với bạn Đăng, nhưng mà tôi cũng mong muốn là SpO2 cũng không cần phải quá cao quá tới 98% đâu bạn nha. Cũng chỉ cần là tối đa là nếu bạn mà muốn giữ quá, ví dụ bệnh nhân có thêm bệnh tim thiếu máu hay gì đó ha, hoặc là bệnh có tai biến mạch máu não gì đó, bạn muốn lên cao thì bạn lên khoảng 95 là cùng. Bạn đừng có ham hố mà lên cao quá mà bạn vặn một cái píp rất là cao á thì không nên. Nhưng mà ở trường hợp này á, thì theo tôi thì nên giảm cái SpO2 xuống 60% và cái píp tăng lên tí xíu, đảm bảo làm sao cho cái SpO2 của mình là dưới 95 là được rồi. À, còn nếu mà không cầu toàn quá thì 92, 90 cũng được rồi. Hiểu không? Cái Ok. này là thông số bên ngoại kinh quốc tế chuyển qua. Ừ thì mình coi lại cái điều trị cũ của người ta rồi mình rút kinh nghiệm thôi. À, bản chất của mình đem những cái bệnh án này ra không có vấn đề phê phán bất kỳ ai hết, thì vì trong mỗi cái mặt có một cái vấn đề. Nói à, nhiều khi cái máy của cái người đó là không thể nào set up tiếp được, ví dụ vậy ha. Đó. Đó, là cái số ngay chỗ 60% nó không có chính xác được thì ta phải dạy trong cái hoàn cảnh người ta vậy. Nhưng mà nếu mà mình đây thì tôi đề nghị là đúng như bạn nói, ví dụ này cũng không nên cao quá. Lúc đầu có thể mình cao lên 100%, nhưng mà sau đó bạn cố gắng giảm xuống mức độ dưới 60 thôi. À, và cái píp của bạn lên làm sao cho SpO2 của là chỉ cần là 95 thì xuống là được rồi, 8 đâu nha. Rồi anh Quy có ý kiến gì về vụ này không anh Quy? À, dạ em đồng ý, em cũng đồng tình với lại ý kiến nãy giờ của Nguyên nói là mình nên giữ cái PO2 nó cố gắng là ở ngay cái mốc 60% thôi, tại vì chúng ta biết đó là nếu như chúng ta sử dụng cái PO2 mà nó trên cái mặt khoảng 60% thì những cái bệnh nhân này rất là dễ bị một cái hiện tượng đó là nó sẽ gây, nếu mà mình kéo dài đó, thì nó sẽ gây sơ phổi, nó làm mất cái lớp sulfat tăng ở trên cái màng phế nang mô mạch đi đó, và hậu quả là dần dần cái những cái phổi của bệnh nhân này nó sơ, và những cái trường hợp đó thì mình vô tình mà làm trầm trọng lên cái nguyên nhân mà bệnh nhân đang bị nặng. Dạ em xin nói. Ừ. Đúng rồi, tại vì những bệnh nhân mà COVID á, có cái hình của anh Quy á, rất là đẹp á. Anh Quy sẽ chia sẻ cho mấy bạn á. Anh Quy cho tôi cái hình đó đi đâu tôi cũng lôi ra tôi báo cáo hết trơn. Cái hình đó rất là đẹp luôn, đó là cái hình có hai cái phế nang thôi, giờ làm biếng lấy ra quá ha. Nhưng mà đây thôi, để chia sẻ cho mấy bạn cái hình đó nè. À. Đây cái hình này mấy bạn thấy có hai cái phế nang ha. Thì một cái phế nang của bệnh nhân á là chứa đầy dịch, thì cái phế nang phía bên tay phải này nó mới cần cái, mà phế nang bên tay trái thì cái người suy hô hấp của COVID á, nó đâu phải suy hô hấp là do cái phế nang nó chứa dịch hoặc nó bị xẹp phổi đâu, như là những người mà bị viêm phổi bình thường, mà những cái người mà suy hô hấp của COVID đó, nó có hiện tượng là tạo thành những cục máu đông. Cái bà này bảo đảm là máu đông đầy trong phổi ha, thì nó sẽ tạo thành những cục máu đông, thì có những phế nang hoàn toàn rất là bình thường đúng nào, nhưng bạn cho píp quá cao thì nó đâu có biết được là nó phải vô cái chỗ nào, nên nó phân bố đều cả tất cả những nơi khác
thành ra có những vùng phổi người ta không cần cái bíp cao, nên đó là bạn bạn cho bíp cao cho nó vỡ mấy cái nang này ra. Mà cái vùng phổi này là do nó không trao đổi được oxy, là do nó bị nghẽn cái cục máu đông ở đây, nên mình gọi là đây là một cái vùng phổi mà có hiện tượng là khoảng chết, tức là cái khoảng này đi qua mà máu nó không trao đổi được oxy. Còn bên cái vùng phổi này thì mình gọi là sân, sân có nghĩa là gì, máu đi qua mà không trao đổi được oxy bởi vì phế nang nó có dịch. Nên mục đích của mình thở máy là mình chỉ cứu chữa được những cái phế nang mà chứa dịch này thôi, còn bên cái nhóm phế nang này thì vô tình nó lại làm hại. Nên là bạn nên ở trạng thái trung gian, tức là bạn đừng có làm hại cái phế nang còn tốt. À, cũng như anh Quy nói, lâu dài nó bị xơ phổi, mà thật sự là những cái phế nang này nó sẽ bị vỡ ra hết rồi. Đó. Thành ra là bạn nhìn cái hình này thì bạn sẽ có ấn tượng là người ta đề nghị là ARDS thở là baby lung. Ngoái là cô có nhờ Quy dịch một cái bài mà sinh lý bệnh của ARDS, cái ông đó ông giảng rất là hay, nhưng mà hình như là bây giờ nó cắt đi, nó không cho mình, tại Dạ, mình lấy dạ đúng rồi cô, mình phải vậy. cái file đó nó bị bản quyền á cô, nên Chuyện nó vấn gỡ đề cái file đó, tại vì nó thấy hơn 1.000 người xem á, là mà nó sẽ quét cái bản quyền lại, người ta không đúng có cho làm rồi, cái đó. Dạ. thì ra tôi nhờ anh Quy là dịch cái bài đó rất là hay luôn. Ông đó giảng về sinh lý bệnh, mà nếu bạn nào mà chuyên gia mà hồi sức đó, mà sẽ gặp trong cái đợt này rất là nhiều bệnh nhân là bị ARDS hoặc là suy hô hấp nặng của COVID đó, bạn phải hiểu cái sinh lý bệnh đó. Thì bạn vặn cái máy thở, bạn chỉ cần hiểu nguyên tắc thôi là đủ rồi, thì bạn sẽ không làm tổn hại cho bệnh nhân quá nhiều. Tất nhiên rồi, mình thở máy là chắc chắn là mình sẽ có làm tổn hại cho bệnh nhân đó. À, nhưng mà vì cân bằng giữa vấn đề là cần phải cứu bệnh nhân suy hô hấp, nên buộc lòng tôi phải tổn hại những cái nang còn còn sót lại tí xíu, nhưng mà đừng cố gắng, đừng làm tổn hại quá nhiều nha. Ok. Hey. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái bệnh án, vậy mình phân tích ngay chỗ C như vậy cũng rất là tốt ha, bạn đã làm rất là tốt. Theo anh Quy thì mình nên chuyển qua HFNC hay chuyển qua BiPAP anh Quy? À, dạ chắc em phải xem lại cái kết quả sinh hóa những cái khác nữa rồi em mới đưa ra cái định hướng lúc này, tại vì nhiều khi mình thấy là lâm sàng bệnh nhân thì có vẻ như phù hợp, nhưng mà thực tế ra mình tiên lượng cái ca này là nó nhiễm trùng nặng rồi, hoặc là sau đó thì khả năng mình khống chế viêm cũng không được, thì mình đưa về trước sau thì mình cũng sẽ phải quay lại với lại thở thở nội khí quản. Vậy là em xin có ý kiến chút xíu có vấn đề mà mình xử trí bệnh nhân hạ đường huyết nặng có triệu chứng mà tri giác như vậy rồi, thì về mặt lý thuyết mình học quá thì mình phải xài cái đường ưu trương, đường khoảng 30% đó, và mình phải xài là từ nay truyền khoảng 50 đến 75 ml trong cái giai đoạn này, sau đó mình duy trì để sao đạt được cái mục tiêu đường huyết của bệnh nhân trong dao động khoảng khoảng 140 trên 140 đến 180, khoảng đó thì mới 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 đạt. Những ngày đây mình cũng rút kinh nghiệm chút xíu cái chỗ đó, chứ mình cấm dây đường 5% nó không có nhiều đường trơn, mà vậy cái vô tới mình nhiều khi gây hại cho bệnh nhân nữa. Dạ em xin hết. Đúng rồi. Ừ đúng rồi ha. Đó thì đó là những ý kiến xung quanh vấn đề xử lý hạ đường huyết của bệnh nhân nữa. Rồi. Vậy nha, rút kinh nghiệm ha. Nói chung là học về hồi sức rất là thích luôn á các bạn. Có rất là nhiều vấn đề của bệnh nhân mà mình, nếu mà mình nhìn ra được đó là bệnh nhân sống chết trong tay mình rất là rõ luôn ha. Rồi. Tiếp tục đi bạn. Tiền căn của bệnh nhân này là có đái tháo đường type 2 nữa hả? Chết rồi. Vậy là coi lại coi tụt đường này là do gì ha. Vẫn tiếp tục xài thuốc tiểu đường ở nhà hay sao đó, nhưng mà gặp mấy bệnh nhân này là vui lắm rồi đó. Tại sao biết không? Đường nó tụt mà đái tháo đường type 2 là mình cho corticoid vô là thoải mái, đúng không? Rồi, cao huyết áp. À, huyết áp của bệnh nhân lúc vô là có 12/7, cẩn thận nha, coi chừng bệnh nhân bị sốc tim luôn á. À, suy hô hấp mà bệnh nhân sốc tim ra, nhiều khi cái động tác mình kéo cái nội khí quản ra nhiều khi cũng đúng. Nếu mà một cái suy hô hấp mà có vấn đề là tụt huyết áp thì bạn cũng nên đặt nội khí quản nha, tại vì bệnh nhân không có khả năng thở, không xâm lấn đâu nha. Rồi tiếp tục bạn. Đây là bệnh nhân này có đái tháo đường, có cao huyết áp, có bệnh tim, có nhiều bệnh quá ha. Chích ngừa varicocele nữa, ca này coi như hơi bị mệt rồi đó. À, tiếp tục đi bạn ơi. À, cô kéo xuống nha.
Rồi bệnh nhân này mình rút kinh nghiệm từ bạn này ha, là thấy khám phổi có rãnh nổ hai bên. Thiệt ra ARDS quy ARDS của COVID đó quy nghe thấy gì không quy? Cái này quy cô phải học hỏi mấy em á. Dạ cô ơi, cái thời đó vô mặc đồ bảo hộ không, em chỉ có cắm ra em đọc CT với siêu âm như chứ thật sự cũng không có dám mà nói mấy ca Đúng này vậy lại là sao. cô cũng hỏi rất là nhiều người, tại vì thật ra thì chỉ có được một số em sinh viên á, là ở nhà có ba má bị bệnh rồi bạn nó bị bệnh chung á, cô biểu bày mà lấy ông nghe là nghe phổi con nghe thấy gì thì nó cũng nói có ra nổ rải rác, nhưng mà mấy ca đó là nhẹ à, nó cũng nói có ra nổ rải rác nó phải không đâu. Thành ra là mình nói là tổn thương phổi một kẻ, nhưng mà thật ra tổn thương phổi một kẻ một thời gian thì nó cũng sẽ lấn vô tới cái nền ha. Đó thì khi mà bệnh nhân đã có cái biểu hiện mà đông đặc phổi trên CT thì chắc chắn là mình nghe phổi sẽ có cái gì đó chứ không thể nào không không nghe được ha. Còn tổn thương phổi mà kính mờ lúc đầu thì có thể bạn nghe thấy rành nổ nhiều hơn là rành ẩm, nhưng nếu mà bạn nghe thấy theo cô suy luận đó ha, nói thiệt là cô cũng chưa nghe người nào COVID nặng nghe phổi, nhưng mà cô muốn nghe các bạn, nghe các bạn có cảm nghĩ gì chia sẻ cho các bạn khác. Thì đâu bạn bạn gì bạn đang trình bệnh án tên gì thôi cô lại quên tên rồi Đăng. à, bạn đang rồi bạn đang nghe phổi bị bệnh nhân COVID nặng thì nghe thấy gì, bạn đang chia sẻ cho cô nghe với. Thường thì em sinh ra rất là nhiều lên ảnh hai bên. À, Lúc đó vậy là cũng giống là siêu âm phổi là toàn là bi lan. như bạn nghe rất là nhiều anh nằm hai bên hả? Nhưng mà cô hỏi thêm là cái đa nẩm đa nổ đó nếu mà bạn điều trị tốt corticoid thì bạn thấy nó giảm nhanh không? Tại vì em thấy thường là mấy cái bệnh nhân đó là cái ngày bệnh nó cũng nhiều, nó cũng qua cái ngày qua ngày 14 qua ngày 10 thì thường lúc đó là không phải là vấn đề của của bệnh COVID nữa, mà là vấn Rồi đề của cô hiểu ý bạn nói rồi. Ok, cô hiểu ý sức bạn khỏe. nói. Tức tức là cái khu vực của bạn là rất là nặng rồi, tức là bệnh nhân đã chuyển sang pha 2, pha 3 rồi đúng không? Thành ra cái chuyện mà cái RAN nó giảm là khó lắm ha, rất là khó. Thành ra theo kinh nghiệm của cô mà chữa những bệnh nhân ARDS á, thì nếu mà sớm á, thì mình sẽ nghe cái RAN nó rút rất là nhanh. Giống như là cái người mà phù phổi do tim mạch á, nhưng mà hiếm khi nào lắm ha. Thì thường là những người này là khi họ gặp mình là oxy nó giảm rất là dữ rồi, thì thành thường là họ vô pha 3 rồi, tức là cái phổi nó chai luôn ha. Rồi thôi cái về 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 lâm Cô sàng thăm khám, nhưng nói đi cái Quy. này có kinh nghiệm cũng vui với cô là hồi mà ở bên hồi hồi sức ung bướu cô thì bạn em nó chế ra cái tai nghe mà dạng như là tai nghe, nó dùng cái tai nghe dạng như tai nghe Bluetooth cô, cái nó đeo vào trong lỗ tai nó, rồi cái nó thiết kế chung như là cái ống nghe, rồi cái nó nghe bên ngoài, tức là nó làm có cái bộ mà giống như nghe từ xa luôn cô. Thì cái này là hôm nào em gửi cho cô coi cái hình, cái nó cũng vui lắm. Hay quá ha. Thì cái đó là mình nên phát triển ra để làm thành một cái sáng kiến hả? Đúng Cái đợt đó không? là nó làm cái đó để cho nó khám cho được cuối cùng, cái lúc đó không có gì để khám, nó không có thời điểm đó, đầu nó không có máy siêu âm luôn, cái thế là Đúng nó rồi. phải, phải làm cái vụ đó để nó khám cho được. À, bữa nào em chụp hình cho cô, tưởng cô chưa tưởng tượng ra được phải. cái hình những đó đem gửi cho cô. Rồi từ từ ha. Ok, rất là cảm ơn mấy bạn. Ở đây Ở cô cũng đây muốn hả? Sao? Bạn đang nói gì? ở đây thì bên nhiệt đới thì họ họ theo nước ngoài là họ đi vào khám mà chỉ mặc cái áo tràng thủ tục, họ không có với lại cái bao trùm đầu với khẩu trang, họ không có mặc đồ bảo hộ nên là họ khám bình thường. Họ khám thì khám bằng tay trần, họ nói là bên CDC thì không có chấp nhận cái chuyện mà rửa tay kinh doanh, nó làm tăng lây nhiễm chéo nên họ không có xài găng, họ chỉ xài Ok. găng lúc là họ làm kỹ thuật cái gì, còn bình thường họ khám Phẫu là thuật họ thôi. Đúng rồi. hoặc là nếu mà Phi khám bằng à. găng sau đó là cởi găng ra rửa tay rồi đeo găng mới chứ không có rửa tay được. Hiểu hiểu.
hiểu. Đúng rồi, tức là bạn bạn đeo găng vô thì bạn chỉ bảo vệ bạn thôi, còn bạn đi lây nhiễm chéo cho người khác đó thì nếu mà bạn khám bằng tay không thì mỗi một bệnh nhân bạn lại rửa tay thì nó sẽ đỡ lây nhiễm chéo ha. Ok, thật ra nếu mà cái con virus này nó lây là khi nó dính vô mặt cái mũi của mình thôi, chứ còn nếu mà nó nằm ở tay mình mà mình đừng có quẹt vô mặt mình thì mình đâu có để gì. Ok, rồi vậy là bên nhiệt đới là vẫn cầm ống nghe nghe được đàng hoàng đúng không? Ok, rồi chia sẻ với nhau cho vui ha, để biết được tình hình mình ở mỗi nơi có một cái kinh nghiệm gì tốt thì mình chia sẻ thôi. Ok. Vậy là bệnh nhân này là tỉnh là tiếp xúc được liền sau khi bệnh nhân được thở như vậy và khám phổi thì thấy có rành nổ hai bên. Kết quả xét nghiệm này thì mấy bạn nhìn thấy có gì? Bạn phân tích luôn giùm tôi luôn đi. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này thì bắt đầu trong giới hạn bình thường, nhưng mà có lympho nhiễm một ngày, LDH tăng cao, cái tần nó kim sáu cũng tăng cao, thì đây là bệnh nhân này có các cái dấu chỉ điểm của bác sĩ thực hiện. Bão quá trời lớn luôn ha, bão rầm rộ luôn. Nhưng mà bệnh nhân này theo bạn thì với cái bạch cầu như vậy, tất nhiên rồi mình biết có bão rầm rộ rồi, nhưng mà có hai cái là thứ nhất là men gan của bệnh nhân nó cũng hơi tăng nè, đồng ý không? Cái thứ hai nữa là cái giá trị bạch cầu như vậy thì theo bạn thì bạn có nên đánh kháng sinh không? Em nghĩ là với bệnh nhân mà bệnh nặng và cái hành hồi sức như vậy thì mình cũng phải nên xài kháng sinh luôn. Đúng rồi, rất là đúng ha. Lúc lúc bây giờ đừng cãi nhau cái quan điểm là ô bạch cầu không có cao rồi gì neutrophil thì gì thấp, nhiều người là không có ấy thì nó nói là không sai kháng sinh, nhưng mà đúng là WHO hoặc là CDC cũng nói là những trường hợp mà bệnh nhân suy hô hấp do COVID thì tất nhiên là phải xài kháng sinh ha. Khi mà cần phải dùng những biện pháp mà thở hỗ trợ về hô hấp cao cấp là phải xài kháng sinh. Nhưng mà giờ trong trường hợp này thì rồi lát xíu mình sẽ xuống coi bạn điều trị như thế nào ha. Bệnh nhân này kèm theo nữa là mình có suy thận luôn nè. Biết cái suy thận này là cũ hay là mới ta? Ure của bệnh nhân là nhiêu? Dạ em không có thấy thử đâu cho em. Cái suy thận này thì em cũng không biết là cũ hay mới, mà có khả năng là suy thận rất là cũ, tại vì bệnh nhân cũng có khá là nhiều yếu tố như cho những cái bệnh nặng nặng, thì bệnh nhân có tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh nhân cũng lớn tuổi, bệnh Bệnh nhân nhân cũng này có có bệnh khô nước dữ không em? Có khô dữ không? dạ bệnh nhân mình cũng hơi khô, nếu mà bữa đó em thấy bệnh nhân cũng hơi khô. Mình coi bệnh nhân có khô nước dữ không ha. Nếu bệnh nhân khô nước dữ quá mà mình thấy huyết áp bệnh nhân không có cao, tại vì bệnh nhân có tiền căn cao huyết áp mà, thì mình cũng không có quá e dè. Cái việc bỏ nước vô ha, mình bỏ nước vô mà mình thấy bệnh nhân có nước tiểu nhiều hơn ha, rồi mình làm xét nghiệm qua ngày hôm sau thấy clearance creatinine tăng lên thì có lẽ là bệnh nhân không biết có bệnh thận mãn hay không, nhưng mà ít ra cũng có vấn đề cấp tính trong nay chút đỉnh. Thật sự ra là ở trong hồi sức là rất là quan tâm tới vấn đề nước của bệnh nhân ha, nước nhiều nước ít gì đó rất là quan tâm. Rồi, nhưng mà theo tôi á, thì trong cái mớ xét nghiệm này á, một cái xét nghiệm bạn nên làm nữa là cái gì ta? Tất nhiên rồi, khí máu động mạch xuống dưới là có làm rồi, nhưng mà trong cái xét nghiệm máu á, thì nên làm thêm cái gì? Rất là Em đáng nghĩ sợ ở những nhân như vậy. nên làm thêm cái xét nghiệm về chức năng gan. Chức năng gì? Gan bilirubin. Cũng được, thì đối với bão cytokine thì bạn muốn làm thêm những cái đó thì cũng được, nhưng mà một cái rất là căn bản mà theo tôi nghĩ nên làm đó là bạn nên làm cái pro canxi cái pro BNP nghe. Nếu được thì một cái là pro BNP và cái pro canxitonin nữa, Là quy theo pro quy, nếu mà quy được BNP làm ở xét đây nghiệm tối đa hả. là pro Sao bạn nói đi bạn. BNP ở đây không có làm được trong cái dưỡng mẫu
là bệnh viện nhiệt đới hoặc là gửi Ok, vậy nếu không làm được thì thôi ha, nhưng mà bệnh nhân mà suy hô hấp mà già mà có tiểu đường rồi có bệnh tim thiếu máu có cao huyết áp thì cũng không loại trừ bệnh nhân có suy tim đi kèm đâu nha, và trong quá trình điều trị bạn phải để ý cái vấn đề suy tim của bệnh nhân ha. Thì bữa trước anh Huy cũng có kể tôi nghe câu chuyện là cái suy hô hấp này là do suy tim chứ không phải ha, là cái men gan của bệnh nhân này nó hơi tăng nè, bạn cẩn thận, nó không biết có vấn đề gì tim mạch không chứ đâu phải chỉ là vấn đề gan đâu ha nha. Rồi vậy thì cũng phải chú ý tí xíu cần chút. Ok, nhưng bệnh nhân này HbA1c là ngon lành ha, thì chắc là tiểu đường trước đây là cũng chắc là cũng điều trị tốt rồi. Giờ xuống tới khí máu động mạch, bạn đọc cái khí máu này bạn thấy gì? bệnh nhân đang có một cái chuyện là pH 7.5 là chuyện C2 bệnh nhân thì hơi giảm, B2 bệnh nhân cũng giảm đi, HCO3 trừ bệnh nhân hơi tăng. Trong cái khí máu động mạch á, ừ bạn nói đi, bạn nói Tôi đi. nghĩ là bệnh nhân này họ đang thở hơi nhanh nên là cái BCA bệnh nhân giảm. Anh nói nghe là cái tiếng nói của bạn nghe rất là khó luôn á. Bạn đang ở ngoài hình như là cái sóng không tốt hay sao? Em cũng vẫn xài 3G. Đang xài 3G. Ủa sao trong trong bệnh viện không xài wifi của bệnh viện đi? Wifi bệnh viện nó hơi chật chờ. À. Rồi bây giờ cô phân tích luôn cái khí máu này phụ với bạn nghe. Thì đây là một khí máu rất là đặc trưng cho những người mà bị suy hô hấp mà giảm oxy máu. Ha. À. Thì thường á là suy hô hấp giảm oxy máu á, thì bạn sẽ có tình trạng là kìm kìm hô hấp nhẹ. Kìm hô hấp nhẹ là do bệnh nhân tăng thông khí với nang ha. Đó. Nhưng mà này nó hơi hơi kìm hơi bị nhiều. A là hơi bị nhiều đó mà so với cái B CO2 của bệnh nhân có 33 thôi. Thành ra là mình thấy bệnh nhân này VOC giảm thì là suy hô hấp. Nếu mình bạn cho tôi biết là bệnh nhân lúc này là FiO2 đang là 80% ha bạn. Em thật sự không có không biết là lúc này nó đi hai thì mình lên thì đó Ờ, trong cái em khí máu động mạch là nó sẽ để cái FiO2 là nhiêu á, bạn phải chú ý. tại vì lúc này em lập lại cái đó em đi cái chuyện nào em cũng quên nó để cái đi hai lúc này À, bạn quên ghi FiO2, nhưng mà nếu mà FiO2 của bệnh nhân mà 80% mà BOC 55 mm thủy ngân chắc bệnh nhân này sắp đai rồi ha. Thành ra hy vọng là cái này là FiO2 là 20%, tức là bệnh nhân thở khí trời á. Lúc mà bệnh nhân ở bệnh viện ngoại thần kinh tế mới vô là người ta bục khí máu động mạch liền, xong sau đó người ta mới cho thở máy đó ha. Thì nếu mà FiO2 như vậy thì cũng rất là thấp, nhưng mà thông thường để tôi nói để bạn thì dân hồi sức, bạn nghe mấy chuyện tôi nói thì có vẻ là không cần thiết, nhưng mà có một số bạn là không có phải là hồi sức á, thì để tôi nói thêm là khi mà bạn lấy oxy như vậy bạn phải cung cấp cho tôi kép FiO2, và mình biết là gì, mình sẽ lập tỷ số BAOC trên FiO2 đúng không? Đó thì BAOC trên FiO2 nếu mà cái giá trị này nó càng thấp dưới 300 là bắt đầu có vấn đề rồi đúng không? Rồi có những mốc là dưới 250, là dưới 150, là dưới 5 ha. Đó, thì cái mức độ suy hô hấp nó sẽ càng ngày càng nặng và bạn mới chia cho FiO2. Thì nếu mà bệnh nhân này mà FiO2 mà 80% là chắc là mệt lắm rồi đó ha. Đó. Nhưng mà FiO2 là khí trời thì cũng còn đỡ đỡ một chút xíu. Nên bạn phải cung cấp cho tôi cái FiO2 nha. Thì đây là một cái tình trạng gọi là kìm hô hấp, suy hô hấp. Nhưng mà không biết mức độ như thế nào bởi vì bạn chưa cho tôi kép FiO2 ha. Để Và cũng một điều làm bệnh rất án là bệnh gấp nhé. đúng rồi. Ok, không sao. Có một điều là cái HCO3 trừ của bệnh nhân này thì mình rất là vui ha. Bởi vì là bệnh nhân này á tuy là bị tiểu đường nhưng mà không có vấn đề gì rối loạn kiềm toan, và cái này cũng giúp cho mình hy vọng là người này không có suy thận mãn ha. Cái clearance creatinine này là 48 nhưng mà HCO3 trừ hoặc là đợt cấp của suy thận mãn thì mình chưa thấy. Đó, mình hy vọng vậy thôi, tại vì các C3 trừ của bệnh nhân nó vẫn còn trong cái giới hạn là khá là bình thường. Và
nó có hiện tượng là ủa tại sao nó hơi bị kìm nhẹ nhỉ, nó tăng lên nhẹ đó. Bình thường cái HCl3 trừ của mình là 22 cho tới 26. Ừ thì tại sao nó có hiện tượng kìm nhẹ vậy bạn? Đúng ra nó phải toan nhẹ tí xíu chứ ha, thì nó có hiện tượng kìm nhẹ đó. Không biết là bệnh nhân có vấn đề gì sử dụng thuốc hay là gì không? Cái này cũng hơi vậy. Rồi còn một cái nữa trong khí máu động mạch mà bạn nên coi, bạn không ghi vô đây nhưng tôi đảm bảo là khí máu động mạch của bệnh viện nhiệt đới sẽ có, đó là cái D, A lớn, A nhỏ, O2, tức là độ khuếch tán oxy qua màng phế nang mao mạch. Nếu mà những bệnh nhân mà ARDS càng nhiều thì cái D A lớn A nhỏ đó nó rất là cao ha. Thì nó càng cao chứng tỏ là gì, cái mức độ khuếch tán của nó rất là kém. Nên khi mà bạn thấy cái mức độ khuếch tán nó kém như vậy thì cái vấn đề bạn tăng PEEP lên nó sẽ ưu thế lên hơn nữa, bạn hiểu không? Tại vì nó bị tổn thương chỗ cái phần mấy nè phế nang mạch, cái độ khuếch tán nó rất là kém ha. Cái chênh áp giữa hai cái khu vực phế nang với mạch máu nó rất là cao, nên là bạn sẽ dự tính trong đầu là đôi khi mình phải tăng PEEP lên, mà cũng phải rất là cẩn thận ha. Những cái vùng phế nang bình thường có thể nó bị tổn thương, nên là trong đây bạn thiếu cái thứ nhất là FiO2, cái thứ hai nữa bạn thiếu cái D A lớn A nhỏ O2, là những cái mà hô hấp tôi quan tâm ha. Rồi ok, Quy có ý kiến gì về khí máu động mạch này không Quy ơi? Dạ nãy giờ mấy cái em có đồng ý với mấy cái cô nói vậy. Dạ Có gì nhà Quy nhớ bổ sung nha, Quy cứ việc bật micro lên bổ sung nha, không cần cô nói đâu. Có bạn nào hỏi về cái những cái phần từ trên dưới này bây giờ mình bàn luận nãy giờ không? Anh trong lớp anh gửi dịch vụ sau lúc nhập viện đến lúc khác thì bệnh nhân được rút ống nội khí quản ở HFNC với cái dòng là 60 lít FiO2 là cũng là 60% luôn. Rồi thì bạn có ý kiến gì về vấn đề xử trí này không bạn? Các bạn khác có hỏi về vấn đề xử trí này không? Lúc đó em có hỏi lại là bác sĩ có cho thận thử thở NIV nhưng mà bệnh nhân không hợp tác, nên là bác sĩ cho thở HNC. Rồi vì đáng lẽ là thở nội chứ thở máy thì không được xài trong đời CV, nhưng mà tại vì bác sĩ đánh giá là bệnh nhân mà chưa cần cái máy thở HNC nên là bác sĩ bắt đầu xài trong đời CV cho bệnh nhân luôn. Thật ra nói thiệt là tại vì mình không có nhiều remdesivir thôi, tôi nói quan điểm của tôi thôi, còn đúng là mình cũng phải làm đúng theo cái quy định của Bộ Y tế đúng không nào? Tức là nếu mà bệnh nhân nhiễm COVID mà trong vòng 10 ngày trở lên thì cho remdesivir sẽ nhiều nhiều cơ may là sẽ cứu bệnh nhân được nhiều hơn. Còn nếu mà bệnh nhân sau 10 ngày rồi bệnh nhân phải đặt nội khí quản nghe thở máy hay gì đó thì cho thì cái bệnh nhân nó sẽ không còn nhiều nữa, nhưng mà thôi giờ đâu có thuốc nào để chữa ha, nếu mình còn dư remdesivir thật cho thì nó cũng đâu có đến nỗi nào hại là chết tới nơi rồi. Tôi cũng đồng thuận là trong trường hợp này là nên cũng nên cho remdesivir có một cơ hội chút xíu để mà điều trị cho bệnh nhân ha, thì cũng đã làm nhân quá nặng rồi. Ok, tôi đồng thuận sử dụng remdesivir. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là dexamethasone. Bệnh nhân mà có bão sơ cơ kinh nên là cái lượng dexamethasone là sẽ là từ 12 đến 20 mg. Và cái tốc độ mỗi cái
ở đây xài mâm nóng trên mặt bệnh. Cái bệnh nhân này á, là em đang bệnh nhân là nặng 50 kg đúng không? Ước lượng là 50 kg đúng không? Nếu mà theo phác đồ của Bộ Y tế là bệnh nhân là siêu hấp là nguy kịch đến tính mạng rồi. Vậy phác đồ Bộ Y tế là cho nhiêu? 3 mg bạc ký đúng không? 3 mg bạc ký cho cái prednisone hoặc là methylprednisone. Vậy bạn tính đi. Bạn tính đi 3 và cho 50 là nếu mà bạn xài methylprednisone là tối thiểu bạn phải là 150. Mà 150 mà bạn chia trung bình từ 5,5 cho tới 6 thôi, giờ mình chia cho 5 đi. Chia cho 5 đi, 150 mà mình chia cho 5 thì ít nhất dexamethasone của bạn cũng phải là 30 mg. Mà bạn tập chạy thì là được bao nhiêu mg? Cái dexamethasone mà ống 40 mg thì Bốn hay là ba ta? cái đó là nó ghi là 4 nhưng mà thực chất là chỉ có 3,3 mg. Nó có 3 thôi. Như vậy bạn xài 5 ống là mới có Là khoảng 15 thôi. 10 16 16 khoảng 16,5. Vậy bạn xài thấp quá. Tức là mình theo phác đồ Bộ Y tế đó mà mình cũng còn thấy thấp quá nha. Nên là giờ thật ra thì theo nghiên cứu recovery á, thì ở giai đoạn bệnh nhân thở máy á, bạn thấy cái RR á, cái risk ratio á, cái gì? Cái càng thở máy á, thì cái lợi ích mà xài corticoid nó càng cao. Nên ở giai đoạn này bệnh nhân gần như là cần phải đặt nội khí quản rồi thì tôi nghĩ là bạn nên xài đụng nóc cái liều mà Bộ Y tế cho. Có gì phải sợ không? Bệnh nhân này có gì phải sợ khi xài dexamethasone liều cao vậy không? Tường đang tuột nè. Cho này vô được nó lên đúng không? Xuất huyết tiêu hóa thì tại nó đi ai cũng sợ, già thì ai cũng sợ, thì tôi cho bao tử thì tốt lại ha. Rồi thì theo tôi nghĩ á, là bạn cho cái liều này 5 ống thì hơi bị thấp, nhưng mà lý do tại sao mình cho 5 ống vậy? Bạn bạn cho ở mức độ là bao nhiêu miligam bạc ký? Dạ, tại vì ở đây nói chung em thấy bác sĩ theo vẫn theo mức độ Bộ Y tế thì dexamethasone thì chỉ từ 12 tới 20 mg thôi, nên là cái liệu tối đa cũng chỉ là Ủa, phác đồ Bộ Y tế đâu có ghi từ 12 đến 20 đâu bạn. Phác đồ Bộ Y tế ghi là 3 mg bạc ký cho methylprednisone. Thì dạ, mình nhưng chuyển mà để đổi thôi. dạ, nhưng mà để xa là chỉ ghi là từ 12 tới 20. Thì đó là cái sự hơi bị cập kênh giữa hai cái đó nha. Nếu mà bạn tính methylprednisone là 3 mg bạc ký thì bà bệnh nhân này là 150. 150 mà bạn chia cho 5 á, thì bệnh nhân này á, ít nhất là phải xài là nhiêu? 150 chia cho 5 là nhiêu? Là 30 mg. Thì ít ra dexamethasone của bệnh nhân này á, bạn cho là 4 đi. 4 mà 30 là bạn 7 8 ống luôn á. Đúng không? Đúng. Thôi thôi cái đó là làm mình nghĩ là vậy nha. Nên là bạn theo tôi nghĩ thì bạn vẫn có thể tăng liều được, bạn đừng có chấp nhất cái chỗ mà 20. Bạn ngồi bạn đổi đi, nếu mà bạn là 20 mg cho dexamethasone thì tính ra methylprednisone là bạn đang xài liều bao nhiêu? Nếu mà 20 20 á là bạn chia cho bạn chia cho 5 đi, chia 5 cho dễ đi. Anh Thì dexamethasone bạn nhân cho 5 chứ. 3 năm nhân 5 là 100. Nhân 5 là mới có 100 mà. 100 methylprednisone, 100 methylprednisone thì bạn bệnh nhân này 50 kg thì bạn mới xài liều 2 mg một ký thôi. Mà người ta suy hô hấp mức độ rất là nguy kịch rồi ha, Bộ Y tế cho mình lên tới 3 mà. Nha. Ok. Nhưng mà thật ra tôi nghĩ bạn ở bệnh viện dã chiến bạn ngay là hỏi luôn có cả ba anh Huy hoặc là có cả bạn Đạt nè, anh Đạt nè ha. Thì bản thân tôi cũng trải nghiệm điều này luôn á. Tức là corticoid là thuốc cứu cánh cho bệnh nhân COVID ở Việt Nam. Lý do tại sao? Chưa có thuốc nào khác nữa bạn xài liều này ở bên Mỹ. Người
ta xài cái liều 6 mg là recovery, nhưng mà thật ra là đúng là như Bộ Y tế nói đó, là có những nơi á, là tụi Mỹ á, là cái guideline mà của hồi sức á, cái đám hồi sức bên Mỹ chứ không phải NIH đâu nha. NIH là rất là chung chung giống như Bộ Y tế thôi, thì cái đám hồi sức là nó cho tăng lên tới 20 ha, thậm chí là có nơi là nó ghi tới 30 luôn. Nhưng mà sau đó bạn có biết là người ta làm gì không? Nếu interleukin 6 mà to cao như vậy á, là người ta xài luôn tocilizumab sau đó luôn á. Mà bạn không có thì buộc lòng bạn phải xài corticoid thôi. Tất nhiên rồi, nếu bạn có tocilizumab thì bạn xài sì liều liều dexamethasone là 20. Nhưng mà bạn không có, mà bạn không có thì bạn còn gì để đánh nữa nha. Nên là có thể bạn hội chẩn nha, hội chẩn để bạn tăng liều dexamethasone lên, thì Bộ Y tế vẫn cho mình hội chẩn mà nhé, mình hội chẩn để mình tăng liều lên. Thì không biết ý của tôi như vậy có đúng hay không nha, các bạn có quyền debate lại nha, các bạn có quyền gọi là tranh luận nghe, chứ không phải để một mình tôi dành diễn đàn rồi nói tùm lum tà la. Thực ra cái này thì em không có điều trị cái này, em tại vì những cái căn khác thì nằm lâu quá, em không biết nếu mà làm mình đó phải sợ nó làm thiệt, nên em chọn cái này là cũng mới vô. Rồi tốt ha, đúng rồi, cảm ơn bạn đã chọn một ca để cho mấy bạn khác học á, bạn ở trong giải chiến, bạn ở trong ấy thì bạn quen thuộc với này rồi, nhưng mà nhiều bạn là mới tò toe không biết gì hết, thì mình chia sẻ cho các bạn để hiểu vấn đề, sau này lỡ mà mình có gặp bệnh nhân thì mình cũng hiểu vấn đề để mình xử trí cho nó đúng ha. Anh Huy có ý kiến gì đây, corticoid không anh Huy? Dạ, em cũng xin chia sẻ với cái cô với lại các anh chị ở đây. Đây là có cái kinh nghiệm để mình chọn thời xưa giờ cách sao mình ở bên bệnh viện hô hấp của mình á, thì mình là xài xưa xưa giờ là vậy, bên COPD của mình có lý do tồn tại á, nó nằm ở chỗ đó là do sulfapyrone nó thấm vô phổi rất là tốt, nhóm nó thấm vô phổi rất là tốt, đó là một cái mà còn tiêu quyết ái phổi, do đó mình thấy hồi xưa giờ mấy cái bệnh nhân mà hen COPD rồi là mình khuyến cáo rồi là người ta khuyến hướng dẫn cái đó không, mà chứ người ta không có bao giờ mà ta chơi cái thằng này. Nhưng mà đến cái thời đại Covid của mình á, thì tại vì cái người ta nhìn lại cái vai trò của thằng dexamethasone, mới người ta nói là thứ nhất là tác dụng của nó kéo dài, nó có thể lên tới từ 48 đến 72 giờ tùy tài liệu, thứ hai nữa là cái hoạt lực của nó cũng không nó cũng 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 mạnh cũng mạnh, do đó là nó mới có cái vai trò của dexamethasone. Thế thì mình chọn lựa hai thằng này như thế nào? Nó cho con cái vấn đề đó là vậy à, thông thường ngày xưa khi mà những cái bệnh nhân nặng ICU gì này thì cái nguy cơ người ta phải lọc máu rất là nhiều à, do đó nếu nếu những cái bệnh nhân nào mà sẽ phải lọc máu thì các anh chị cố gắng cân nhắc cái vấn đề đó là sử dụng Dexa thay vì sử dụng Solu, bởi vì Solumeron của mình nó sẽ bị lọc qua cái màng lọc khi mà bệnh nhân này được đưa vô cái máy 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 lọc máu, do đó nếu như trường hợp bệnh nhân của mình mà có lọc máu thì nên ưu tiên sử dụng dexamethasone. Cái thứ hai á là nếu như mình cần thiết cái hoạt lực rút nhanh thì mình cần rút nhanh thì solumeron nó lại tỏ ra có lợi hơn so với mình xài cái dexamethasone. Một trong những cái yếu tố như nãy cô Phương Nguyên có phân tích đó là nếu mình xài cái liều mà theo cái liều 30 mg mặt ký á, thì mình ăn gian hơn, mình xài được cái liều cao hơn so với mình xài cái liều là dexamethasone mình xài 20, tại vì ngay lần đầu mà mình xài cái thằng 20 này 20 mà đây mình xài có 15, cụ thể mình nhân là 15 16 nhân lên cho 4 năm thì nó cũng không thể qua năm 80 90 thôi, tầm hai ống solo thôi, nó cũng không thể nào bằng 150 như cái bệnh nhân này cần được. Do đó nếu mà ngay cái lần đầu mình thấy bệnh nhân nặng, mình có thể cân nhắc cái chuyện là mình xài cái nhóm solo ở cái bệnh nhân này. Dạ em xin hết rồi. Thì đó là cái chia sẻ kinh nghiệm của anh Quy đó ha. Thì đúng rồi, solumeron là cái corticoid nó ái lực hơn ở cái tế bào ở phổi. Thành ra mấy em thấy là trong mấy cái phác đồ điều trị hen hay gì đó, hen nặng gì đâu có xài Dexa đâu, mà nó chỉ xài solumeron là chính thôi ha. Bệnh CBD cũng vậy, xài methylprednisolone là chính à. Tuy nhiên á, là cũng mở ngoặc thêm tí xíu là dexamethasone nó sẽ làm giảm cái interleukin 6 tốt hơn là cái solumeron. Riêng đối với cái bệnh COVID này, tôi đang kiếm cái slide về cái đó mà tôi kiếm chưa ra ha. Thì trong tất cả các corticoid á, thì hydrocortisone mấy bạn thấy đâu ai xài đâu, đừng có xài hydrocortisone nha. Đáp ứng giảm interleukin 6 của hydrocortisone kém lắm. À,
rồi tiếp theo á, là metronidazole, rồi tới dexamethasone. Riêng trong cái ARDS do cái COVID này á, là mấy bạn thấy các nghiên cứu tại sao nghiên cứu recovery người ta xài dexamethasone. Đó, cái phân tích của anh Quy cũng rất là đúng, nhưng mà nghiên cứu recovery người ta xài dexamethasone. Thành thử ra là vì dexamethasone nó FV hơn đối với cái bệnh này, nó FV nhất luôn trong tất cả các nhóm corticoid là một. Cái thứ hai nữa là lập luận của tôi xài giữa dexamethasone, mình cho ý kiến với nhau thôi nha, chứ còn đằng này tất cả mọi người đều chưa có RCT nào nghiên cứu để mà nói rằng là tôi đúng tôi sai hay là gì hết ha. Nhưng mà ý kiến của mỗi người, và các bạn nghe coi ý kiến nào các bạn thấy hay thì các bạn sẽ áp dụng trên bệnh nhân của các bạn cái quan điểm đó ha. Thì quan điểm của tôi á, là thứ nhất là dexamethasone á, là nó tốt hơn đối với bệnh nhân COVID, thì cái này đã được chứng minh rồi ha. Cái thứ hai nữa là đây là một cái cơn bão cytokine, thì cái bão này bạn cứ tưởng tượng đi, bão bà này là bão là đã thổi vô nhà là 100% rồi, đúng không nè, thổi vô là ầm ầm liên tục rồi. Thì cái mà bạn chặn được bão ở thời điểm này, bạn đâu có thuốc nào khác ngoài corticoid, thì bạn chặn bằng corticoid. Bây giờ mức độ nhiều hay ít bây giờ mình không bàn cãi đây nữa. Nhưng mà cái dexamethasone á, mình biết là gì, thời gian bán hủy nó rất là dài, nên do đó là mình có thể kéo dài cái thời gian trong suốt khoảng thời gian mình xài corticoid, thì mình vẫn đảm bảo được là nó có corticoid liên tục để mà nó giữ cho không có bão tấn công vô phổi liên tục, đúng không nè. Còn cái methylprednisolone á, có thể bạn cho y tá chích buổi sáng, bạn chích xong tới chiều á, nhiều khi cái thằng vô tôi trực nhiều khi để tới khuya nó chích thì nó quá 12 tiếng, thì mình sẽ có một cái khoảng thời gian bị hở trống mà không có corticoid. Vì sao tôi có những cái insight, những cái kinh nghiệm như vậy á, là có những bệnh nhân của tôi á, thì tôi bản thân tôi là không có vô được dã chiến điều trị những bệnh nhân nặng như các bạn, nhưng mà tôi cũng có một vài bệnh nhân nặng, một số bệnh nhân nặng ở ngoài, mà thậm chí là bệnh nhân vừa phải thôi. Thì có những bệnh nhiều bệnh nhân nó không có chịu uống theo đúng giờ của tôi, nó uống buổi sáng rất là sớm rồi buổi tối, nhiều khi bệnh nhân á, làm sao đó khuya mới uống, thì trong cái khoảng thời gian giữa đó tự nhiên là nó la lên là nó bị tụt còn tụt oxy đó. Thì hỏi lại là em chưa uống methylprednisolone mà đã quá 12 tiếng rồi. Thành ra là chính vì thế nên là tôi nghĩ hai cái đó nó có hai cái đặc điểm mà mình có thể là mình tận dụng nó. Cái thằng thứ nhất á, cái dexamethasone nó sẽ kéo dài, còn cái thằng methylprednisolone á thì nó ngắn hạn thôi. Nên á, như anh Quy nói, ví dụ như giờ trong lúc mà mình có bão rất là dữ dội đó thì mình dập liền bằng methylprednisolone rất là ok ha. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó tôi á, thì tôi thích chơi luôn cả hai luôn, tức là tôi vừa đệm cái dexamethasone, và nếu mà cần phải cho lên cao thì tôi cho luôn methylprednisolone ở những giai đoạn mà đỉnh điểm mà tôi muốn dập liền. Bởi vì là tôi thấy có những bệnh nhân mà nó lên cái cơn nặng, bắt đầu oxy nó tụt xuống á, thì tôi cho methylprednisolone 2 tiếng sau là nó kéo trở lại lên liền. Còn trong khi đó dexamethasone bạn cho, nếu mà bạn chưa đạt được cái ngưỡng mà nó ok á, đủ cái ngưỡng kháng viêm mà nó kìm hãm được cái bão á, thì ở giai đoạn sớm mà bạn chỉ đợi cái dexamethasone này nó có hiệu quả, thì vô tình á là bạn để thêm ít nhất là 12 tiếng nữa bạn bệnh nhân chưa có corticoid để đủ liều. Nên ở thời điểm này á, theo tôi á, bệnh nhân vô quá nặng như vậy á, bạn bục liền methylprednisolone ở liều giống như Bộ Y tế nói. Nhưng đồng thời á, theo tôi bạn cũng nên có một cái liều dexamethasone làm nền. Đó. Nếu bệnh nhân vẫn còn nặng thì tôi sẽ vẫn giữ cái liều methylprednisolone đó để tôi đánh vô cái cơn bão cytokine. Nhưng mà sau khi hết bão cytokine rồi tôi rút lui lại, tôi đang cho một cái nền dexamethasone ok rồi đó, thì lúc bấy giờ tôi rút methylprednisolone xuống và tôi giữ ở cái mức độ cái giai đoạn mà bạn đánh mạnh, mà giống như mình nói là đi liều gọi là pulse therapy đó, thì ở cái giai đoạn mà hết pulse therapy rồi á, thì bạn có thể giữ lại cái dexamethasone, và lúc đó dexamethasone của bạn cũng đủ cái thời gian để cover, nó cũng đủ cao, tại vì bạn biết thời gian bán hủy của nó rất là dài. Nên đó là quan điểm của tôi ha. Thành ra ca này nặng á, đúng là theo cái ý của anh Quy nói là anh Quy đang muốn cho solumetrol đó, tôi cũng đồng ý luôn á. Ở thời điểm đó bạn nên cho solumetrol. Và
cũng có thể bạn cho dexiu vừa vừa phải phải thôi. Bạn cộng lại đủ liều của dexa với lại methylprednisolone. Nếu bạn sợ thì bạn cứ theo cái liều của Bộ Y tế là đủ 3 mg bạc ký hay là gì đó ha. Đó thì bạn may ra bạn mới đảm bảo được là bạn kiểm soát được cái bão cytokine. Thì biết ý kiến của tôi như vậy đúng hay sai thì các bạn có quyền debate ha. Đó, thì đó là suy nghĩ của tôi. Ok, tôi gọi là mệt cả hai thứ luôn. Thì không biết là trên lâm sàng có trường hợp nào các bạn mệt cả hai thứ lại không? Có bác sĩ nào làm như vậy không? Hay là chuyện mệt cả hai thứ như vậy nó bị sai về sinh lý bệnh chỗ nào? Bạn nào có ý kiến không? Rồi nếu bạn không có ý kiến gì thì thôi mình để từ từ đi ha. Nếu bạn nào đọc được tài liệu mà ngược lại với ý tôi nói thì chia sẻ cho tôi biết nha. Ok. Rồi bây giờ cái thuốc thứ hai nữa là cái Lovenox thì ngày hôm qua anh Huy cũng đã nói rất rõ rồi, nhưng mà bạn ơi, bạn nhớ chú ý cho tôi cái Lovenox ở đây liều là 40 hay 60 nha. Ở đây 40 hay 60 vậy? Hả? 40 và 40 40. À, 40 thì cũng được được rồi hả Huy hả? Nhưng mà nếu mà thì sao bạn? Cho một lần hay hai lần? Ở giai đoạn này là bệnh nhân lấy xét nghiệm máu ở trên bạn có xét làm xét nghiệm đông máu của bệnh nhân không? D-dimer nó cao nhưng mà những cái nhóm khác như là APTT rồi tocrobin gì bạn có làm không? Bệnh nhân này có vấn đề gì về chảy máu không? Dạ, cái xét nghiệm đó em thấy trong hồ sơ không thấy biết cái tư quay cho sức ca không thấy là Tại thì mình sẽ coi lại, nếu mà không có nguy cơ gì thì thôi cái giai đoạn này không biết là cái phổi nó như thế nào. Bạn có thể cho xem được cái phim phổi của bệnh nhân không? dạ ở dưới Ở dưới ha. cô kéo xuống dưới là có Ừ. Ở thời điểm này mình cũng cần nên kết hợp với phim phổi để mình quyết định cho thuốc như thế nào. cái đó là biết bệnh phổi này nhập viện Rồi, đây là cái phim phổi lúc nhập viện á hả? Rồi. Bà này già quá trời luôn ha, phế quản rồi bị vôi hóa trơn xuống dưới luôn ha. Mà cái phổi này á, không biết bà bệnh nhân có bị CBD hay giãn phế quản trước đó không bạn? dạ em thấy tình trạng không có ghi nhận CBD Tại vì tôi thấy cái vòng hoành của bệnh nhân sao mà nó bè bè ha, và vòng hoành phải nó ngang với vòng hoành trái luôn á. Không biết người này có bệnh phổi mãn tính trước đó hay không ha. Rồi cái nữa là bệnh nhân này chắc là rất là ốm hả? Bạn nói 50 kg chứ không tới đâu ha. Cái khoang liên sườn nó hẹp quá trời luôn á. Rồi vậy phim phổi này mình thấy gì mấy bạn? Tổn thương vừa phế nang vừa mô kẽ luôn ha. Và hôm qua như tôi nói là X quang các bạn chia phổi ra là 4 phần, thì bạn thấy là tổn thương phổi này bên trái bên phải có hết, lên trên cũng có hết luôn á, thì ca này chắc tổn thương phổi là 60-70% trở lên rồi nha. Vừa tổn thương những cái khúc chỗ này á, bạn thấy là tổn thương phế nang nè, kèm theo với một kẽ nè. Nếu bạn được chụp CT ca này thì đảm bảo là ca này sẽ có kính mờ ha, rồi sẽ có lát đá hay là gì đó, đúng không? Dưới cái này là tổn thương phế nang nè ha, trên này là tổn thương một kẽ nè ha, trên này là tổn thương một kẽ, rồi cũng có thể là tổn thương phổi bắt đầu sơ ở phía trên này nha, đây nè ha. Đó. Thì đúng là ca này chưa đến mức mà trắng xóa hai bên như ARDS, nhưng mà nếu mà phổi này mà nói là bước qua pha 2 là quá chai thì cũng ấy, nên thôi cũng đồng ý là xài Lovenox ở liều liều điều trị đi ha, nếu mà không có nguy cơ bệnh nhân bị xuất huyết. Bạn hiểu ý cô muốn nói không? Tức là nếu mà bệnh nhân vô tới pha 3 rồi mà phổi mà trắng nhách mà đông đặc hết toàn bộ hết rồi á, thì bạn mà với cái thời gian mà bị nhiễm Covid của bệnh nhân khá là lâu rồi ha, ví dụ như nếu là trên 10 ngày, 14 ngày gì đó, thì mình có thể mình sợ cái nguy cơ bị DIC, tức là chuyển sang cái giai đoạn là chảy máu nhiều hơn là huyết khối ha, thì có thể mình chỉ xài Lovenox ở liều dự phòng thôi. Còn bệnh nhân này thì quy quy quyết định là xài một ống hay hai ống quy.
Dạ, nãy với cái ca này, cái Dedimer đó và lâm sàng thì em nghĩ mình xài hai ống cũng được thôi. Dạ, bệnh nhân 50 Xài ký hai mình xài hai ống cũng được, coi như là mình xài cái liều nó có một cái liều người ta gọi là cái liều tăng cường đó cô. Cái liều tăng cường thì nó là 1,5 mg một ký. Còn cái liều mà điều trị chính thống của nó sẽ là 1 mg một ký nhân 2. Còn cái liều mà dự phòng thì là 1 mg một ký mỗi 24 giờ, thì trong cái tình huống này của mình thì mình coi như đây có thể là mình xài ngay mé mé ngay liều tăng cường thôi. À, vậy thì anh Quy là vẫn có khuynh hướng là giai đoạn này vẫn còn tăng đông rất là nhiều đúng không? Nên là mình tích cực ha. Dedimer của bệnh nhân quá cao. Ok. Rồi. Tiếp theo bạn. Giờ kháng sinh trong trường hợp này bạn cho vậy là cũng được rồi, tôi cũng đồng ý với cái kháng sinh như vậy luôn. Cũng không nên nhào vô mà cho imipenem liền. Thì cái này mình cũng consider nó như là một cái viêm phổi mắc phải cộng đồng ở mức độ nặng thôi. Có siêu hấp ha. Thì mình xài cái nhóm C3 với lại fluoroquinolone là ok nha. Có nhiều bạn là ai tầm phù vô là cứ nhào vô là cho imipenem cộng với quinolone, fluoroquinolone thấy rất là phí á. Nhưng mà bạn biết sao không, rồi hồi xíu cái bệnh viện của bạn nó dơ quá rồi cuối cùng bạn cũng đổi qua kia. Nhưng mà là do từ đầu bạn cho cái kia nên là vi trùng của bạn nó chỉ quen với cái kia đầu tiên thôi, thì cũng do mình thôi ha. Đó, thành ra cũng rất là khó với bác sĩ ở chỗ đó đó. Nhưng mà nếu mà đúng bài bản cái khoa của mình rất là sạch sẽ, cái chống nhiễm khuẩn ok, thì bạn khởi đầu bằng ceftriaxone, levofloxacin là ok ha. Rồi, solezol là gì vậy bạn? Là BBI ấy. À, rồi PPI. Esomeprazole. À, ok. Mấy thuốc này là giống như là thuốc căn bản ha, phải cho với bệnh nhân thở máy. Cho dù bệnh nhân không có vấn đề gì về dạ dày, nhưng đối với bệnh nhân thở máy thì lúc nào bạn cũng nên cho PPI ha. Nó sẽ có bị cái vấn đề là stress ulcer, là bị stress do bị loét dạ dày tự cấp tính do vấn đề bị stress đó ha. Rồi vitamin. Cái gì đây, Nọt Flo là gì đây? Có là cho Medicare, Ồ đó là thuốc chưa. thuốc bệnh nền của bệnh nhân, là cho Rồi người rồi, ta bệnh nhân. như vậy mình vừa cho Lovenox, mình cho vừa cho Lobidogrel thì sao Quy? Quy nghĩ sao Quy? Dạ, cái này cũng thuộc cái nhóm liều tăng cường luôn cô, là nó tại vì nếu mình sẽ đúng cái liều 1 mg mà ký nhân 2 thì nó mạnh hơn là mình xài cái liều trung gian người ta nói cái này. Nhưng mà thường ở trong cái hướng dẫn của bên hội huyết học của cô thì họ xài là liều 1 mg mà ký cộng với cái này. À, xài mới lên mà ký cộng như này. Nhưng mà nếu như trường hợp mà hồi xưa bên tụi em có mấy ca mà nhỏ mắt cơ tim cấp ST trên đó cô, tụi em cũng xài hai ống này, rồi tụi em cũng can thiệp, tụi em cũng xài kháng tập tế bào kép luôn, nên những trường hợp vậy thì em thấy cũng không vấn đề gì trong cái giai đoạn này. Dạ. À, nhưng mà mình là tăng cường vậy mình xài một viên hay là mình xài mấy viên? Dạ, vẫn xài một viên này thôi à cô. Ừ, chứ còn mà nhồi máu cơ tim mình như là chơi một lần, nếu mà không có chích liền thì mình chơi một lần tới mấy viên. Nên là thôi vậy thì cũng ok hả Quy hả? Cô thì không có kinh nghiệm nhiều trong cái phần hồi sức cũng như ai bệnh nhân Covid, nhưng mà cô chỉ có kinh nghiệm của những cái cũ của cô về bệnh nhân hồi sức hô hấp thôi ha. Rồi bây giờ atorvastatin. Ok ha. Này theo anh Huy hôm qua có nói cho tôi nghe là nó có vai trò kháng viêm đúng không? Nên bạn tiếp tục cho trong giai đoạn này cũng không có vấn đề gì. Rồi bisoprolol, đây là những cái thuốc điều trị căn bản bình thường của bệnh nhân đang xài đúng không? Ừ, nhưng mà bệnh nhân đang xài thuốc này ở nhà hay sao vậy? Dạ, cái bệnh nhân vô đây là có chụp cái toa thuốc ở nhà bệnh nhân. Ờ. Thì bệnh nhân đang xài ở nhà thì mình cho tiếp tục xài ở nhà ha. À, Quy có ý kiến gì về vấn đề thuốc tim mạch ở đây không Quy? Thật sự luôn mà nói á, mà ở trong cái tình huống này do là mình cái bối cảnh lâm sàng không có đứng tại chỗ để em coi, nên sẽ rất là khó nói cái chuyện là có nên tiếp tục cái những cái thuốc ức chế beta hay không. Tại vì chúng ta biết đó là khi xài cái chế beta, lợi điểm của nó, lợi nhất của nó là những giai đoạn nào mà bệnh nhân đang ổn định, và khi mà bệnh nhân vô trong tình trạng mà tim mạch người ta không có rõ như thế này á, thì mình đưa vô rất dễ thúc đẩy bệnh nhân vô một cái phù phổi cấp. Do đó thậm chí những cái trường hợp mà người ta vô người ta bệnh nhồi máu hay gì đó, người ta cũng phải giai đoạn đợi ổn, vừa ổn xong người ta mới xài, tức là khoảng tầm 24 tiếng trong giờ đầu sau khi người ta can thiệp xong rồi người ta mới xài. Do đó những cái trường hợp như mình xài ở đây, các anh chị lưu ý là phải kiểm tra tình trạng tim mạch của bệnh nhân chắc chắn. Còn nếu không chắc mà mình cần mà mình thấy mạch bệnh nhân cũng ổn ổn rồi thì có lẽ mấy anh chị nên cân nhắc cái chuyện là mình có nên tiếp tục hay không, chứ để cái giai đoạn
Thằng này mình đưa dùng cái mà cái phổi đang nát ba bét, mình để nhiều hồi nữa vô phù phổi luôn, nó làm chậm nhịp tim phù phổi thì mình ăn hết luôn. Dạ, anh xin hết. Viêm cơ tim á, À, dạ thành ra cũng cái cũng khá thường gặp đó cô. thành ra cô nghĩ là cái bi lăng về tim mạch á, những người mà vô mà mình nghĩ giống như là OAP á, thì cô cũng không có e dè vấn đề là nên tích cực làm cái bi lăng tim mạch của bệnh nhân. À, bạn nên làm những cái troponin, rồi bạn làm proBNP, rồi bạn làm men gan hay là gì đó để bạn bạn cho thuốc, ví dụ bisoprolol thì nếu bệnh nhân hàng ngày vẫn xài thì cũng được, bạn cho cũng được. Nhưng mà nếu mà bạn không bạn bệnh nhân đó không phải là bệnh nhân của bạn mà bạn cho thì nhiều khi cũng hơi bị sợ đó ha. Có thể là mình tiếp tay giống như anh Quy nói á, bệnh nhân có thể có một cái suy tim tiềm ẩn gì đó rồi nó vô cái suy tim thật sự thì mình hốt ổ luôn cả hai bệnh luôn. Nên là bisoprolol nếu mà là bệnh nhân của mình đang xài mình thấy rất là ok, không không bớt cái này. Hoặc là nhịp tim bệnh nhân nó rất là nhanh ha. Bệnh nhân không có proBNP của bệnh nhân không có phải là một cái suy tim hay là không có một cái nhồi máu cơ tim cấp gì đó, nhồi máu cơ tim hay gì sao. Nên là cũng cẩn thận. Đúng là tôi cũng đang muốn nói vụ đó mà tôi không dám nói nhiều bởi vì bản thân tôi không phải là dân về tim mạch. Nên là tôi cũng e dè, nếu tôi là hô hấp thì tôi cũng e dè vấn đề cho bisoprolol. Nếu thật sự huyết áp của bệnh nhân chỉ có 12,8 thì tôi chờ đợi một tí xíu, tôi làm thêm siêu âm tim, tôi làm thêm những cái bi lăng về tim mạch, xong từ từ tôi mới nháp nháp cái thuốc tim mạch vô cho bệnh nhân. Bởi vì giờ huyết áp của bệnh nhân đâu có đến nỗi nào đâu, đúng không? Đồng ý không Quy? À, dạ Hay dạ là đúng rồi cô cô. nói, Cái huyết áp cô cái nói. mạch thì mình nhìn cái huyết áp cái mạch xíu, mà nếu mà thấy cũng không đây thì mình cân nhắc mình thôi, mình quan tạm mình ngưng một một buổi hai Từ buổi từ luôn. đi, Dạ. cũng kết tay đen nào đúng không, mình cho vô mà nó suy tim cái là mình mệt lắm đó. Mình cũng biết lý do tại sao mà OAP kéo quản ra ha. Ok rồi, ở giai đoạn này bạn điều chỉnh đường huyết bằng thuốc insulin là tốt quá rồi, rất tốt ha. Thì này nếu có chuyên gia nội tiết thì chắc bàn luận thêm cho mình mà thôi. Đây Quý có ý kiến gì về cái vấn đề sử dụng insulin cho bệnh nhân này không? Alo, Dạ, em nghe cô. Quý có ý kiến gì về vấn đề sử dụng insulin cho bệnh nhân này không? Dạ em không có ý kiến gì. Thì cô nghĩ là xài insulin là ok nhưng mà phải theo dõi đường huyết, đảm bảo theo cô nghĩ thì ca mấy ca này á, mình cũng miễn sao nó dưới 200 là ok, chứ cũng đừng có để cho nó cố tình nó hạ thấp quá, cũng sợ lắm ha, tụt đường huyết cũng mệt lắm. Rồi rồi sau đó là bệnh nhân lại thở co kéo trở lại. Ngày này bạn có làm cái lại cái xét nghiệm máu của bệnh nhân không bạn? Sau khi bạn cho corticoid như vậy, bạn có làm lại xét nghiệm máu của bệnh nhân không? Ở dưới hả bạn? Như sao vậy? Xét nghiệm máu của bệnh nhân sau khi bạn cho cái liều corticoid như vậy thì cái CRP, cái Ở dưới có đâu? cô kéo lên xuống, cô kéo lên xuống. Lên xíu hả? Đây hả? Đó đó. À. Thì sao? Giờ xét nghiệm máu sau khi bạn cho một ngày 2 ngày bà làm xét nghiệm này lúc nào vậy bạn? Cái này là 2 ngày sau nhập viện. Sau 2 ngày sau nhập viện ha. D đi me giảm rồi phải không bạn? CRP đâu? Không làm. Bác sĩ không làm, em có hỏi thì bác sĩ nói là cái vấn đề bảo sao tôi tin bệnh nhân thì mình xài được xa rồi, còn quan trọng bác sĩ nói là lâm sàng bệnh nhân có cải thiện nên là bác sĩ không không thử lại, cái mặt Bệnh nhân của mình giờ có đông không vậy? ở đây có ba ca Ờ, đang bệnh chờ nặng ECMO. mà số lượng bác sĩ nhiều không? Y tá bác sĩ nhiều không? Có bị quá tải? Dạ không, bác sĩ ở đây người đông, Ừ. người ở đây
thì Nên nó theo đến cô giờ á, đông hơn bình thường. nếu mà số lượng nếu mà số lượng nhân viên y tế bị quá tải công việc quá đó, thì cô cũng rất là đồng thuận với mấy cái bệnh viện mà hồi sức nặng cho bệnh nhân á. Thì một bệnh nhân rất là nặng như vậy á, thậm chí là ngay cả tụi Mỹ cũng vậy nữa, mình có thể khám lại hoặc đánh giá bệnh nhân lại mỗi 4 đến 6 tiếng. Thì cái chuyện mà sau mỗi ngày mà mình làm xét nghiệm máu đối với bệnh nhân này chắc cô nghĩ là không có bị la đâu. Còn vấn đề là mình có muốn làm hay không thôi. Thì những cái xét nghiệm mà cô nghĩ là rất là nhanh chóng để biết được cái bão có xuống hay không đó là cái CRP. Rất là đồng thuận với anh Quy về cái chuyện đó ha. Thì cái CRP là một cái mặt cơ nó rất là nhanh nhạy luôn á. Bạn mà đánh mà nó ổn là CRP nó xuống liền. Thì lúc trước là anh Quy có chia sẻ kinh nghiệm cho tôi là nếu mà cô đánh mà corticoid mà ngon á hả, là ngày hôm sau là nó giảm còn một nửa. Anh Quy chia sẻ kinh nghiệm cho tôi như vậy, thì không biết là kinh nghiệm của các bạn như thế nào, nhưng mà tôi cũng thấy vậy. Tức là khi mà mình giảm giảm cái CRP xuống rất là nhiều, còn một nửa như vậy, thì cái oxy của bệnh nhân nó rất là ổn định luôn mấy bạn, nó rất là stabilize luôn à. Và nếu mà được mà bạn bạn mà là muốn nghiên cứu bệnh nhân nữa, bạn chụp phim, tôi đảm bảo là cái phim của bệnh nhân nó sẽ giảm xuống rất là nhiều, mà bạn nghe phổi bệnh nhân bạn cũng sẽ thấy nó cải thiện cái rành nổ rành ẩm ha. Thành ra là theo tôi á, thì một cái xét nghiệm mà bạn có hà tiện cái gì bạn hà tiện thì tối thiểu bạn cũng phải có CRP trong đó. Vì bạn là cái dấu chứng rất là quan trọng, mà trong trường hợp này bạn thấy leukocyte nó còn giảm nữa nè. Bữa trước là 600 mấy mà bữa nay giảm 200 mấy, thì sao bạn nhân dám nói là bảo cytokine nó ổn định được. Nên CRP bạn cũng phải kiểm tra lại nè. À, LDH bạn kiểm tra lại nè. Đó, những cái mặt cơ mà nhanh á, CRP, LDH. Còn những mặt cơ mà chậm hơn mà về viêm á là ferritin. Dedimer nó cũng có thể cao do bão cytokine mà cũng có thể cao do đông máu. Đó, thành ra là theo tôi nghĩ thì bạn nên làm mỗi ngày cho đến khi nào mà bạn thấy cái CRP, anh Quy anh chia sẻ kinh nghiệm với tôi là đến khi nào cô thấy CRP dưới 30 à. Nhưng mà tôi còn cầu toàn dữ nữa, đến khi nào tôi thấy CRP âm tính à, thì tôi mới mới khá là yên tâm. Nhưng mà thật sự ra CRP âm tính mà bạn buông corticoid ra liền á, nhiều khi nó lại bùng ngược trở lại các bạn nha. Thành ra cái vấn đề cái phản ứng mà hyperinflammation của cái trường hợp COVID này á, người ta nói thời gian là có thể là từ tuần thứ hai cho tới tuần thứ ba hoặc tuần thứ tư, nhưng mà cũng chưa chắc được là ngay cái tuần đó nó đã ngưng lại đâu, nên bạn phải rất thận trọng trong những cái khoảng cái tuần đó. Nên là đây là những bệnh nhân rất nặng thì về phương diện hồi sức là mình có thể làm xét nghiệm máu sáng chiều cũng được, huống chi là mỗi ngày ha. Ok, thì cái này bạn cho thấy là một cái tình trạng là bão rất là dữ trên một bệnh nhân có bệnh nền, rồi bệnh nhân lớn tuổi ha, chích ngừa thì rất là hai cái mũi thuốc đó thì coi như là miễn dịch của bà bệnh nhân là không có được đầy đủ rồi. Thì đó là diễn tiến nặng rất là đúng rồi ha. Thì bạn này bệnh nhân này mà không khéo là nó sẽ chuyển sang pha ba, nên là bạn đã pha hai À dạ em không ý kiến à. này là tiên lượng là sẽ phải leo thang kháng sinh nè ha. Bạn ơi, bạn nhớ chú ý cái clearance creatinine của bệnh nhân này nha. Bạn nhớ Bệnh bồi nhân nước vô cho. là bệnh nhân này bữa mà vi phạm này là tôi kìa tôi nên 500 là có mừng cho bệnh sĩ thì tới sáng nay thì cho nên bệnh nhân trở về mức bình thường, tức là mức lúc nhập viện khoảng 63. Thì Thì mình nghĩ creatinine của là bạn lên mức bình thường cũng chưa chắc là do remdesivir đâu bạn, mà do là bạn vô bạn bổ sung nước cho bệnh nhân nè, vô bạn đánh bão cytokine bệnh nhân tốt nè, đó là đặt lơ răng để mình lên. Chứ còn cái này bạn à, bạn cái ngưng này lên remdesivir tội nghiệp bệnh nhân quá nha.
Hả anh Quy? Cái ca này em nhìn em cứ cảm giác nó bị suy tim quá của cái Vậy đó giờ hả? nãy cái thời gian mà mình cho beta blocker vô xong á, cái ngồi nó sao nó có mấy tiếng đồng hồ cái tự nhiên nó trở nặng lên, nó giống giống cái vụ đó, nó làm cho em cứ có cái cảm giác Nhưng đó. Hai cái gì mà cái bóng tim của bệnh nhân thấy lớn không ta? Ở cái giai đoạn mà bệnh nhân cái hình ở trên của bạn là X quang 18 tháng 2, còn hình ở dưới là X quang ngày dạ, mấy? ở trên là 17, À, ở ở trên trên 17 dưới là 18 hả? dạ. Thế sao cái hình ở dưới cái bóng tim nó nhỏ lại lẹ quá ta? Ha, cái hình ở trên bóng tim nó Chắc có bự thể là nè. do tư thế chụp hay là gì đó cô, nhưng mà em cái cảm giác sau cái ca này nó giống giống, với lại có thể là cái sự tổn thương thận cấp này, một là có thể do covid, cũng có thể là do bệnh nhân bị thiếu dịch, hoặc là do cái suy bơm nó làm cho bệnh nhân tưới máu không tới, rồi cái nó gây tổn thương thận cấp. Mà ở đây mình cũng không làm cái bô bi lăng của cái tổn thương thận nữa, là nó bô bi lăng của trước thận, tại thận với sau thận nữa, mình cũng không làm, nhưng thật sự nhìn em cũng không biết nói làm sao. Đúng rồi, thành ra là thiệt ra nếu mà mình làm bác sĩ hồi sức á, mình phải có nhiều dữ kiện lắm luôn á, tại vì bệnh nhân nó bị tổn thương đa cơ quan, mà cái tổn thương này là nó xuất phát từ chỗ nào, mà mình mà bấm trúng được cái nút mà nó xuất phát từ chỗ nào là coi như mọi chuyện nó rất là ổn, còn mình bấm không trúng mà mình cho thuốc nó càng ngày càng xấu đi. Đúng không Quy? Ok, nên là bệnh nhân này á chắc là cần phải theo dõi nước tiểu nè, cần phải theo dõi có những cái bi lăng về tim mạch nha, hoàn toàn không có bi lăng về tim mạch thì tôi cũng thấy cũng hơi bị ớn ớn ha. Tôi cũng đồng thuận với anh Quy là vậy, tại vì suy thận rồi bệnh tim thiếu máu rồi gì đó ha. Đây nước nhập nước xuất ha, đúng rồi, cái hành động của bác sĩ ở trong hồi sức là đánh giá nước nhập nước xuất ha. Cái đem đề CV gây suy thận nhiều không mấy bạn? Mấy bạn đọc sách mấy bạn thấy sao? Đem đề CV suy thận nhiều không? Không biết hả? Không biết. Ok. Đó. Thì tóm lại là đúng là một cái bệnh hồi sức rất là nặng, suy hô hấp nặng mà trên người có bệnh nền cũng rất là nhiều. Rồi giờ kèm theo lên lên một cái bệnh COVID là ở giai đoạn rất là nặng nữa, thì ca này là tiên lượng tử vong rất là cao ha. Đó, tiên lượng tử vong rất là cao. Đó. Hoặc là tiên lượng mà rút nội khí quản rất là khó. Ca này tiên lượng rút nội khí quản rất là khó ha, tiên lượng tử vong rất là cao. Rồi các bạn còn hỏi thêm gì nữa không? Nếu trong điều kiện tốt nhất thì bệnh nhân này nên đặt CPP ha, để theo dõi cái lượng nước xuất nhập của bệnh nhân, cho nước cho đầy đủ để hạn chế cái vấn đề suy thận của bệnh nhân, với lại kiểm tra coi nó có bị thứ dư nước. Còn một số các bác sĩ hồi sức có rất là giỏi thì cái này người ta cũng nói rất là lâu rồi, tức là bạn thay vì bạn đặt CPP thì bạn có thể theo dõi qua siêu âm cái mức độ lớn của tĩnh mạch, cái mức độ thiếu nước dựa trên siêu âm. Tự ra hồi đó tôi đi học hồi sức ở ở bên Pháp năm 1994 93 là tôi thấy cái thằng hồi sức là nó siêu âm giỏi thiệt là giỏi luôn á, hở chút là nó đẩy cái máy siêu âm vô nó siêu. Nó hỏi mày làm gì mà mày cứ siêu âm hoài vậy, nó nói là tao không cần đặt CVP mà tao chỉ cần dùng máy siêu âm để tao đánh giá bệnh nhân này của tao cần cho nước hay không. Tự nhiên tôi thấy nó đẩy máy siêu âm vô cái nó cho thêm một đống nước vô ha. Đó, thành ra là cái máy siêu âm ở trong khoa hồi sức đó, nó rất là có hiệu quả, nó rất là rất là một cái phương tiện mà bác sĩ hồi sức cần phải biết. Như là Huy cũng có kinh nghiệm làm vụ này nhiều hả Huy hả? Dạ cái này em làm nhiều lắm cô. À, đó, nếu mấy bạn chịu khó bu anh Quy nha. Khai thác Cái đi. này đấy bắt rồi. Thật ra trong cái ở những cái bệnh nhân hồi sức thì cái chuyện mà như nãy giờ Đâu có giới tiếng. thiệu với các anh chị á, là mình có thể sử dụng cái siêu âm để đánh Có giá đâu? cái dịch của Có. bệnh nhân, Cái gì có tiếng? thì ở đây không những chỉ đánh giá dịch Có. mà có thể Trong đánh này giá biết dáng rồi. Cái gì có các tiếng nào? bạn nào
Sorry, bạn nào mở Nghe lại đi. micro mấy bạn tắt giùm micro đi bạn. Cô chưa nói ông có tiếng. Chưa nói đâu mà chưa nói. Sorry sorry, bạn tắt giùm cái micro. Không thấy cái gì màn hình nữa rồi. Bạn nào vậy? Bạn nào chen vô nói vậy? Rồi bạn tắt giùm micro rồi, mời bạn Quy nói đi Quy. À, mình có thể sử dụng cái siêu âm để đánh giá cái dịch của cái bệnh nhân thì thật sự có rất nhiều cái thông số trên siêu âm luôn. Ví dụ như một cái đơn giản nhất mà các bác sĩ lâm sàng người ta thể tiếp cận đó là mình đánh giá cái đường kính tinh mạch chủ dưới. Thì cái đường kính tinh mạch chủ dưới á, nó có thể mình có đánh giá thứ nhất là cái đường kính của nó, đường kính lớn nhất. Cái thứ hai á, mình có thể đánh giá cái biến thiên đường kính tĩnh mạch chủ dưới, hay người ta còn gọi là chỉ số xẹp của cái tĩnh mạch chủ dưới thông qua cái siêu âm ở mặt cắt dưới sườn. Thì ở trên đó mình có coi nếu nếu cái tĩnh mạch chủ dưới nó không có giãn, cụ thể con số của nó là 15, cái mốc của nó là 15 với 21 theo bên bên Anh và tụi châu Âu, thì cái con số nó sẽ bên châu Âu, còn tụi bên Anh thì nó lấy bên Mỹ thì nó lấy cái con số nó lớn hơn đó. Thì cái mốc của bên Đức thì nó lại lấy là 17 mm. Thì nếu như trường hợp mà cái đường kính cái tĩnh mạch chủ dưới của mình ở dưới nó giãn to và nó không có xẹp, nó không thay đổi theo hô hấp, thì những cái trường hợp đó mình có lẽ mình cân nhắc cái chuyện mình đừng có bù dịch cho bệnh nhân nhiều quá. Mình bù vô là nó thế nào nó cũng sẽ gây quá tải hết tuần hoàn cho người bệnh. Thì gần đây nhất, cái mới đây nhất là người ta có nghiên cứu mới về việc cái gì người ta sử dụng cả cái vận tốc dòng máu ở tĩnh mạch chủ trên luôn. Nhưng mà cái này thì áp dụng lâm sàng chắc em thấy chưa thấy ai xài. Do đó mấy anh chị có thể cân nhắc thêm những cái thông số huyết động, ví dụ như là mình có thể dùng cái test nước mà mình bơm vô xong mình đo lại cái cung lượng tim trước và sau khi mình thực hiện cái test nước là 250 ml nước, xem có nó có tăng khoảng 13% hay không. Nếu như nó có xuất hiện cái hiện tượng đó thì những cái bệnh nhân đó là mình truyền dịch vẫn còn ok. Nhưng mà nếu như mình thấy mà cái COCI nó không thay đổi, tức là cái cung lượng tim nó không thay đổi sau khi mình truyền dịch vô và sau mình đo đạt lại bằng siêu âm thì thôi, những cái ca đó mình nên né, mình cố gắng mình hạn chế dịch lại những ca đó. Đó là một trong những cái mà mình có thể xài. Nói chung lại là có thể sử dụng siêu âm để mình đánh giá cái dịch cho bệnh nhân thông qua một số cái chỉ số đơn giản mà mình làm được, dễ làm, đó là cái chuyện mình đánh giá tĩnh mạch chủ dưới và mình đánh giá cái cung lượng tim của bệnh nhân. Dạ. Đúng rồi. Tại vì cái việc mà dịch nhiều hay ít, truyền nhiều hay ít ở bệnh nhân hồi sức nó rất là quan trọng. Nên là tôi thấy một bác sĩ hồi sức mà biết siêu âm đánh giá được mức độ cần thiết cho dịch hoặc là dư dịch của bệnh nhân rất là quan trọng. Nên là các bạn nào mà đi về hồi sức thì các bạn cố gắng ít ra học được những cái kinh nghiệm mà nãy giờ anh Quy nói ha. Hoặc là mình có thể mình áp dụng những cái kinh nghiệm đó, mình trải nghiệm trên bệnh nhân của mình. Thì tôi nghĩ là khá là rất là có hiệu quả trong vấn đề mà theo dõi bệnh nhân hồi sức về vấn đề bù dịch. Đặc biệt là những bệnh nhân mà có cái tình trạng mà creatinine nó giảm mà mình không biết rằng là đây là thiếu nước hay là suy thận cấp hay là suy thận mãn hay là gì đó. Thì tôi nghĩ là bạn cái siêu âm nó rất là có ý nghĩa. Ok, đó là cái mở cái nói ra để trong tương lai mấy bạn có thể có định hướng cho mình cần phải học cái gì ha. Rồi, bạn nào có hỏi ý kiến gì nữa không bạn? Có ý kiến gì nữa không về cái bệnh án hôm nay? Thì mình trình được một cái bệnh án là tương đối nhẹ nhẹ ngày hôm qua ở mức độ trung bình, và một cái bệnh án nặng, bệnh án suy hô hấp nặng của COVID. Thì qua hai cái bệnh án đó thì mình thấy rằng là bệnh nhân suy hô hấp đã khó rồi mà suy hô hấp do COVID nó còn khó hơn nữa, đúng không? Có những cái loại thuốc mà mình phải xài thêm cho những bệnh nhân suy hô hấp COVID nữa. Rồi ngoài ra thì họ lại có những cái bệnh nền nữa ha. Thành ra là, nhưng mà cái một cái điều trị mà tôi thấy là rất là căn bản, bản lề cho bệnh nhân COVID, đó là bạn hãy cố gắng ba cái thứ thuốc. Bạn cố gắng phải nắm rõ, không phải là chỉ là theo phác đồ của Bộ Y tế, tất nhiên là mình phải theo rồi, nhưng mà bạn phải hiểu rõ những cái cơ chế tác động của những cái nhóm thuốc đó lên bệnh nhân COVID, hiểu được sinh lý của những cái nhóm thuốc đó để bạn áp dụng một cách linh hoạt cho từng nhóm bệnh nhân một trong từng điều kiện của mình. Đó là cái thuốc diệt virus. Cái thứ hai nữa là kháng viêm mà chỉ định rõ luôn hai cái thuốc là dexamethasone hoặc là methylprednisolone, và cái thứ ba nữa là các cái loại thuốc kháng đông. Nếu trong bệnh viện thì mình sử dụng kháng đông chích, còn ở ngoài thì mình xài kháng đông uống ha. Đó, thì các bạn phải vận dụng linh hoạt những chuyện đó, vì bệnh nhân COVID sẽ chết vì suy hô hấp là một, thứ hai nữa là chết vì huyết khối.
À, còn những cái chuyện mà chết thêm nữa mà mình là sau đó bệnh nhân bị nữa là bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện ha, bệnh nhân bị những cái bệnh nền nó trở nặng lên thêm đó, thì mình phải đối phó với tất cả những vấn đề đó thì có khả năng mình sẽ giảm bớt được cái số tử vong đó, cho bệnh nhân COVID. Rồi như vậy thì cái điều trị COVID mình tóm tắt là như vậy ha. Còn cái vấn đề mà cái bão cytokine á thì tôi đề nghị là mấy bạn phải theo dõi rất là sát sao nha, những cái mặt cơ thứ nhất là sát sao về mặt lâm sàng ha, vấn đề SpO2 của bệnh nhân nó cải thiện như thế nào. Cái thứ hai nữa là phải theo dõi rất là sát những cái mặt cơ của cái bão cytokine ha, đặc biệt là lymphocyte nè, là CRP nè, xa hơn nữa là LDH nè, đó, D-dimer nè, ferritin nè, đó. Thì những cái mặt cơ đó hoặc là có điều kiện thì mình theo dõi luôn cả interleukin 6 ha. Đó, và khi mà nó giảm những cái mặt cơ đó mà các bạn giảm thường ở hồi trước đó là tôi giảm liều rất là nhanh, nhưng mà sau này tự nhiên tôi thấy có những ca giảm liều nhanh cái nó bùng trở lại. Mà rất là nhiều các bạn nha trình những cái bệnh án đó lên những cái diễn đàn trong những cái hội nghị, và các bạn cho rằng là bệnh nhân này thiếu kháng sinh. À, bệnh nhân này bị một cái bệnh nền gì đó làm nặng thêm, nhưng bản thân tôi nhìn lại tất cả xét nghiệm thì rõ ràng là bệnh nhân này chưa ra khỏi bão mà bạn đã đột ngột bạn giảm corticoid. Thì một cái kinh nghiệm của tôi là khi giảm corticoid thì các bạn đừng giảm nhanh quá. Thật ra cái bệnh này cho đến thời điểm này mình nói nó là một cái bệnh viêm cấp tính thì có lẽ là mình nên thụt lùi cái quan điểm đó lại tí xíu, mà tôi nên chuyển sang cái dạng là sub acute ha, tức là cấp rồi sau đó nó có thể chuyển sang dạng là bán cấp ha. Và thậm chí là sau này á, đã có một số rất là nhiều tài liệu á, bạn đòi học là hậu COVID nhưng mà nó chuyển sang những vấn đề về rối loạn về miễn dịch mãn tính luôn á. Thì giờ cũng không ai dám nói là cơ chế nào rõ ràng như thế nào, nhưng mà mình có cảm nhận, mình điều trị bệnh nhân mình có cảm nhận như vậy. Thành ra khi bạn giảm liều corticoid thì bạn nên giảm từ từ và bạn theo dõi kỹ cái SpO2 của bệnh nhân, bạn theo dõi kỹ những cái mặt cơ của bệnh nhân. Ví dụ bạn vừa mới giảm cái CRP nó bùng lên liền, hoặc là bạn vừa mới giảm cái là D-dimer nó bùng lên liền, thì chứng tỏ là gì, bạn chưa có ra khỏi bão mà bạn đã vội vàng bạn giảm ha. Đó thì đó là những cái bẫy mà làm cho mình bệnh nhân nó sẽ chết ha. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà tôi rút ra được. Còn không biết là anh Quy có rút lại kinh nghiệm 2 ngày mình trình bệnh án thì anh có rút kinh nghiệm nào nói với các bạn không trước khi mình kết thúc? Dạ dạ nãy em cũng thấy mấy cái cô nói được. Dạ. Đó, thì tóm lại là rất là nhiều vấn đề, nhưng mà thôi các bạn là nội tổng quát thì các bạn hiểu vấn đề chung chung như vậy là cũng ok rồi ha. Rồi sau đó các bạn nếu muốn đi sâu về vấn đề nào đó thì mình sẽ học thêm. Rồi thôi, tôi rất là cảm ơn tham dự của anh Huy với tất cả các bạn trình 2 cái buổi bệnh án đó. Thì ngày mai mình sẽ gặp nhau sau ha. Thì mình vẫn tiếp tục cái chuyên đề về COVID ở ngày mai, nhưng mà mình sẽ gặp nhau ở trên giảng đường rồi mình sẽ quay lại. Các bạn đặt câu hỏi hay các bạn có những bệnh nhân nào để hỏi thì mình sẽ quay lại ngày mai. Và cái ngày cuối cùng, ngày thứ 6 thì mình sẽ nói sơ sơ về hậu COVID ha. Thiệt ra hậu COVID nó không ai dám nói nhiều, tôi không dám nói nhiều về hậu COVID, nói thẳng là vậy. Tôi không biết gì về hậu COVID nhiều hết. Tôi chỉ thấy bệnh nhân có những than phiền đó nhiều, còn vấn đề điều trị những cái đó thì cho tới hiện giờ chưa có gì là rõ ràng hết nha. Nếu mà để nói mà thành bài bản thì tôi không dám nói đâu. Rồi vậy đi ha. Ok thôi mình nghỉ ở đây ha, chào mấy bạn.